Người phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi nhiều thứ đau khổ nhất trong cuộc tri hoang này. Họ phải gánh chịu gấp trăm ngàn lần khổ đau hơn người nam. Cái khổ thứ nhất của người phụ nữ. Ngày xưa thời phong kiến, người phụ nữ khi lén lút với người nam lỡ có thai thì cả làng xã trói chặt cô gái này, đem bỏ trên một cái bè thả trôi sông. Chiếc bè không người lái trôi dạt theo dòng nước, mang theo một người con gái vô phước bị trói chặt. Trời nắng nóng như thiêu đốt, không có thực phẩm ăn uống, đói khổ vô cùng. Cô gái này phải chết, chết trong sự hành hạ quá khổ đau. Nhưng trước khi thả bè trôi sông, cô gái này còn bị mọi người chửi mắng, sỉ nhục thậm tệ, và còn bị đánh đập không chút xót thương nữa. Bên Ấn Độ có một tục lệ hành hạ người phụ nữ quan hệ bất chánh cho đến chết bằng cách ném đá. Ở đó người ta bắt người phụ nữ ấy trói chặt vào một trụ cây, rồi mọi người cứ lấy đá ném vào người con gái cho đến khi chết mới thôi. Đấy, các chị em phụ nữ đã thấy chưa? Khi nam nữ gần nhau hạnh phúc đâu không thấy, mà thấy toàn là sự khổ đau, mà người phụ nữ lại phải gánh chịu hết mọi sự khổ đau ấy một mình. Còn người nam thì sao? Như các bạn đã biết, thời xưa người ta trọng nam khinh nữ, cho nên làng xã cũng chỉ phạt lấy có mà thôi. Các bạn sẽ thấy luật pháp của ngày xưa không có công bằng chút nào cả. Hai người nam nữ đồng phạm vào một tội lén lút sắc dục, mà người nữ bị kết tội khổ nhục tử hình, còn người nam bị đánh mấy chục roi mà thôi. Đạo đức thời xưa thật là bất công, phải không hỡi các chị em phụ nữ? Nam nữ sinh ra cũng là con người như nhau, tại sao đối xử tàn tệ như vậy? Nếu lịch sử loài người không có những bậc anh thư, thì người phụ nữ ngày nay sẽ ra sao? Và có đòi được quyền nam nữ bình đẳng chăng? Con người đối xử với con người mà còn như vậy, huống gì đối xử với các loài động vật khác? Hiện giờ, tuy rằng nam nữ được bình đẳng như nhau, nhưng bản chất con người dù nam hay nữ vẫn còn mang đầy bản ngã tự phụ, phi đạo đức làm người, nên cảnh gia đình thường hay có sự rầy rà bất an. Đấy cũng là những điều đau khổ, chứ hạnh phúc gì đâu. Thưa các bạn, các bạn có thấy trên đời này có đôi vợ chồng nào không rầy rà, không giận hờn, sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long mà không có sự buồn phiền chăng? Còn bây giờ thì sao? Làng xã người ta không hành hạ các bạn như xưa, nhưng người ta vẫn cười chê các bạn à. Khi gặp các bạn, người ta không nói ra thẳng mặt, nhưng người ta không còn quý trọng và cũng không còn muốn thân cận với các bạn. Nếu các bạn gặp những người đàn ông có máu 35 thì họ dùng những lời lẽ sổ sàng, thô lỗ, tục tiểu, hoặc những hành động thiếu văn hóa, kém đạo đức trêu ghẹo bạn. Một phút đắm say sắc dục thì giá trị phẩm hạnh đạo đức của các bạn bị đánh bớt đi, phải không hỡi các bạn? Ngày xưa nhờ sự cực hình của làng xã nghiêm khắc như vậy mà các cô gái thời xưa mới giữ mình trọn vẹn. Cho nên các bạn gái phải nhớ, một phút tri hoang mà sự khổ đau ngàn trùng phải chịu lấy một mình. Còn thời nay, các bạn tự do hơn, không còn bị hành hạ khổ đau bằng mọi sự áp bức nữa. Nhưng các bạn phải nhận lãnh những sự khổ đau khác. Lỡ có thai, các bạn đi nạo thai. Nạo thai cũng là một sự hành hạ khổ đau ghê gớm, từ thể xác lẫn tinh thần. Đó là tội ác giết con. Sự nạo thai nhiều lần thì gây ra những bệnh phụ khoa mà các bạn phải chịu nhận lấy tràn đầy những sự khổ đau ấy suốt cuộc đời của bạn. Các bạn có biết chăng? Cái khổ thứ hai của người phụ nữ. Người ta nói rằng ngày đám cưới là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất đời của người con gái. Sự thật có như vậy không? Thật sự không phải vậy. Một đám cưới làm cho trang trọng, cổ bàn linh đình, để hãnh diện với xóm làng thì phải tốn hao rất nhiều tiền bạc, có khi phải đi vay nợ. Các bạn cứ suy nghĩ đi, ngày đám cưới xong mà mắc nợ thì làm sao gọi là ngày vui nhất được, phải không hỡi các bạn?
Nhà không nợ, khi cưới vợ cho con phải nợ nần thì ai mà không rầu lo. Các bạn nghĩ sao khi cha mẹ nợ nần do đám cưới của các bạn? Như vậy thì các bạn có vui không? Còn về phần các bạn, khi đám cưới xong, các bạn sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật các bạn có biết không? Người ta thường bảo tuần trăng mật rất hạnh phúc, chứ ít ai dám nói sự thật. Chứ sự thật là sự đau khổ các bạn à. Vừa mệt nhọc, vừa đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Những người nào đã có hưởng tuần trăng mật rồi thì lời nói của chúng tôi không sai. Cho nên mọi người lầm tưởng đó là ngày hạnh phúc biết bao. Nhưng không phải vậy hỡi các bạn. Mọi người phụ chưa phải là hạnh phúc đâu các bạn à. Trong sách Ái Tình Bửu Giám nói, khi người phụ nữ giao hợp với người nam lần đầu tiên là người phụ nữ phải chịu khổ đau rất nhiều. Như vậy, ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất là ở chỗ nào? Rõ ràng chúng ta sống trong tưởng, chứ sự thật là một sự khổ đau mà người phụ nữ phải gánh chịu một mình. Rồi đây, cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị chồng, em chồng, biết chừng nào cho hết nỗi khổ đau này. Tưởng đám cưới là ngày vui và hạnh phúc nhất đời, nhưng không ngờ ngày ấy là ngày bắt đầu thân cá chậu chim lòng. Mọi sự khổ đau đang trói chặt, không còn cách nào thoát ra được, như cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Người phụ nữ từ đây đã khép mình vào trong lòng kín, không còn như cánh đời lộng gió. Cuộc đời của người phụ nữ bắt đầu từ đây chịu khổ muôn ngàn cay đắng. Vậy mà bảo rằng ngày đám cưới là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất đời người con gái. Theo chúng tôi nghĩ, lời nói trên đây là không đúng sự thật. Khi người phụ nữ bước lên xe hoa về nhà chồng là ngày bắt đầu khổ đau nhất cuộc đời. Các bạn phụ nữ hãy suy nghĩ lại đi, lời chúng tôi nói có đúng không? Cái khổ thứ ba của người phụ nữ, khi mới mang thai, ăn uống thường bị ói mửa, ăn uống không được, người xanh xao vàng giọt, mệt mỏi vô cùng. Đấy là cái khổ mà có ai thấy được, gánh được cho người phụ nữ này. Chỉ có người phụ nữ phải chịu ôm lấy sự khổ đau này một mình. Các bạn cứ suy ngẫm lại đi, có đúng không? Thế mà người phụ nữ chịu khổ mà còn lại bảo rằng đó là thiên chức sắp làm mẹ của người phụ nữ. Tại sao con bắt người đàn ông lãnh thiên chức này? Hai người đồng thời truy hoang mà lại bắt một người chịu biết bao sự đau khổ, vậy mà còn gọi là thiên chức. Như vậy thiên chức có công bằng hay không? Người phụ nữ quá yếu hèn, rụt rè e sợ, không dám vươn lên giữ vững tay lái, đức không tham sắc dục, để chiến đấu với sự bất công của mặt trận sắc dục, để đòi lại sự công bằng cho mình, mà chỉ còn biết tự an ủi mình bằng câu phụ nữ thường có khuynh hướng cống hiến và hy sinh. Một câu nói tiêu cực để muôn đời âm thầm chịu khổ một mình với thiên chức làm mẹ, để rồi bao nhiêu giọt lệ khóc thương cho đời người con gái bạc phận. Một phút không giữ tâm tham sắc dục mà phải chịu khổ suốt đời, phải không hỡi các bạn? Cả thế giới này, các bạn có nghe thấy chăng? Tiếng nói của một người phụ nữ Việt Nam oai hùng còn vang vọng mãi từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay trên mặt trận sắc dục. Cưỡi sóng to, chém cá kình ngư nơi biển Đông, một đời không cúi đầu làm thê thiếp cho người. Người có lời nói này mới thật sự là người phụ nữ có khuynh hướng cống hiến và hy sinh mình cho tổ quốc quê hương. Chứ cống hiến và hy sinh cho sắc dục, cho con đường sanh tử luân hồi và tiếp nối sự khổ đau mãi mãi thì có nghĩa lý gì nữa, phải không hỡi các bạn? Còn về sắc dục, chúng ta không tự chiến thắng mình để sa ngã. Chỉ một phút giây hoang lạc mà suốt đời chịu khổ đau. Khi chịu khổ đau, không biết than thở và chia sẻ cùng ai, nên tự an ủi mình bằng thiên chức làm mẹ hoặc cống hiến và hy sinh. Thiên chức là mẹ, cống hiến và hy sinh cho con cái. Điều này có đúng không các bạn? Con cái là gì vậy các bạn? Con cái là nợ nhân quả đấy các bạn à. Vay nợ thì phải trả, chứ sao gọi là thiên chức, cống hiến và hy sinh?
Nếu tâm không tham sắc dục thì làm sao có vay nợ con cái? Không có vay nợ thì làm sao có thiên chức cống hiến và hy sinh? Như vậy, cống hiến và hy sinh cho con cái tức là cống hiến và hy sinh cho tâm tham sắc dục. Nhưng tâm sắc dục là một cuộc truy hoan nơi bất tịnh, uế trược, hôi thối, thấp hèn, thuộc về cá nhân của nam nữ của hai người. Dâm dục có gì cao cả đâu mà phải cống hiến và hy sinh? Là chúng ta đang sống trong điên đảo, tự làm khổ mình mà không biết, đang bị luật nhân quả chi phối tác động tâm, khiến cho chúng ta mê muội, say mê sắc dục, để lần bước theo con đường khổ đau cùng tận và để tiếp nối cuộc hành trình luân hồi tái sanh. Sinh ra làm thân người nữ, với thiên chức gì mà phải chịu khổ đau như vậy? Thật là đau buồn, phải không hỡi các bạn? Nếu các bạn không tự chiến thắng tâm sắc dục của mình, không sống một đời sống đức không tham sắc dục, thì các bạn phải chịu muôn vàn khổ đau. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Cái khổ thứ tư của người phụ nữ, khi mang thai phải chịu nặng nề 9 tháng 10 ngày, hai chân thường bị phù nề to lớn như chân voi, đi đứng rất khó khăn. Vả lại lúc ấy đang làm dâu con nên đâu dám nghỉ ngơi. Mà nếu có được sự nghỉ ngơi thì lại sợ con trong bụng quá to lớn, khi sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, có khi mất mạng, nên phải cố gắng làm không dám nghỉ. Từ ngày đám cưới cho đến ngày mang thai, có bao giờ người phụ nữ sung sướng được đâu? Vui thì chỉ có một chút xíu như cát trong đầu ngón tay, mà khổ thì đau vô cùng tận. Vậy mà bảo vui nhất, hạnh phúc nhất đời của người con gái. Cái khổ thứ năm của người phụ nữ, ngày khai hoa nở nhụy là ngày mừng vui nhất vì nhận thiên chức làm mẹ. Người ta gán cho người phụ nữ bốn chữ nhận thiên chức làm mẹ, để rồi từ đây người phụ nữ phải gánh chịu những sự nhọc nhằn đau khổ chỉ có riêng mình. Cái khổ đau trước tiên mà người phụ nữ phải chấp nhận, đó là cái đau đớn 10 phần chết, chỉ còn một phần sống là ngày sinh nở. Ngày sinh nở là ngày đau khổ nhất trần ai của người phụ nữ thập tử nhất sanh. Ai có một lần đau đẻ mới biết, sanh đẻ là khổ đau tận cùng của những cái đau khổ khác. Cái khổ thứ sáu của người phụ nữ, khi sinh con ra phải đêm ngày bồng bế nuôi dưỡng con, cực khổ trăm bề. Các bạn có thấy chăng, một phút truy hoang cả đời khổ ải. Một đứa bé sinh ra thì phải có sự bài tiết, nhưng nó có biết dơ sạch gì đâu, nên khi bài tiết, nó bài tiết ngay tại chỗ nằm, chỗ ăn, chỗ ngủ, vân vân. Lúc bấy giờ người mẹ phải chịu hôi chịu thối, lo hốt dọn lau chùi tắm giặt quần áo cho con. Sự cực khổ như vậy mà phải chịu đựng suốt 3-4 năm trời, chờ con lớn khôn biết bài tiết có nơi có chỗ. Đó là nói đứa con không đau bệnh, còn nó bệnh đau thì người mẹ phải chịu cực khổ gấp trăm ngàn lần. Người mẹ phải ôm con thức suốt đêm ru và hát cho con ngủ, nhưng nào nó có ngủ đâu, vì bệnh đau nó khóc suốt đêm thì người mẹ cũng khóc với con suốt đêm. Các bạn có thấy chăng, từ khi bước lên xe hoa làm dâu, làm vợ và làm mẹ thì hạnh phúc đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn là những sự khổ đau. Khổ đau nào dám than thở với ai, chỉ biết lấy con cái làm nguồn vui cho mình. Nhưng cuối cùng con cái nói những lời cay đắng phũ phàng. Thật là đời là một biển khổ vô cùng vô tận, phải không hỡi các bạn? Cái khổ thứ bảy của người phụ nữ, cực khổ như vậy chưa hết đâu các bạn à. Hằng ngày các bạn còn phải lo cho con bú, cho ăn, rồi mặc, rồi dạy tập nói tập đi. Cho đến khi được lớn hơn một chút, được cấp sách đến trường thì phải lo việc học hành của con, tiền học phí, tiền sách vở, tiền quà tiêu vặt cho con hàng ngày, lo toàn cả trăm thứ chi phí. Thường ngày phải luôn luôn nhắc nhở con cái phải ráng học hành siêng năng. Nhiều khi người mẹ phải ngồi dạy con suốt cả buổi. Phải nói rằng người mẹ đang học bài với con. Những hành động cực khổ vô vàn này nào ai có biết, nào có ai chia sẻ những nỗi khổ cực này chăng, phải không hỡi các bạn? Khi đi học thấy con về muộn, người mẹ lo sợ từng phút từng giây,
Chừng nào thấy mặt con về đến nhà thì mới hết nơm nớp lo âu. Đấy là những nỗi khổ chứ hạnh phúc chỗ nào đâu, phải không hỡi các bạn? Nếu con cái không nghe lời cha mẹ, trốn học đi chơi với bạn bè hư thân mất nết, sa ngã xì ke ma túy, thuốc phiện hoặc bệnh S, SIDA, HIV, vân vân, thi cử rớt khiến cho cha mẹ đau khổ vô cùng. Như vậy là hạnh phúc chỗ nào đâu? Người phụ nữ sinh ra đời là chịu lấy muôn vàn sự khổ đau, phải không hỡi các bạn? Mọi người nói đám cưới là ngày vui nhất, là để an ủi số phận của chúng ta, che lấp những sự khổ đau, để chúng ta an phận mà sống trong từng tiếng nức nở, cống hiến và hy sinh. Cái khổ thứ 8 của người phụ nữ. Như vậy còn chưa hết khổ đâu các bạn à. Phải lo cho con học hành có nghề nghiệp để tự nuôi sống thân nó, để nó tự bảo bọc gia đình nó. Khi nó đã có nghề nghiệp thì phải lo dựng vợ gả chồng. Nếu vợ chồng con cái của nó hòa thuận thì thôi, bằng bất hòa thì là một nỗi khổ của cha mẹ rất lớn. Ai có con cái thì sẽ thông cảm được điều này. Nuôi con lớn khôn thì công lao của người mẹ kể sao cho hết. Vậy mà khi lớn khôn, nó làm theo ý muốn của nó, cãi lại cha mẹ, còn bảo cha mẹ là áp đặt con cái từ việc học hành đến việc hôn nhân. Cha mẹ áp đặt con cái để làm gì thưa các bạn? Chỉ vì thương con mình, muốn con mình trở thành người tốt, cuộc sống luôn được an vui và hạnh phúc, không bị ai lừa đảo gạt gẫm. Ngược lại, con cái không hiểu công lao cực nhọc của cha mẹ trăm ngàn lần khó nhọc, lỡ nói ra những lời nói bất hiếu, bất nghĩa, phũ phàng công ơn, khiến cho cha mẹ buồn khổ vô cùng. Con cái bất hiếu như vậy, rồi đây luật nhân quả sẽ phải trả quả báo ấy cho mà xem. Nhưng con cái bị trả quả khổ đau thì cha mẹ cũng chẳng vui gì, phải không hỡi các bạn? Cái khổ thứ 9 của người phụ nữ. Bên cạnh việc ngày đêm chăm sóc dạy dỗ con cái, mà còn phải lo tranh thủ làm một người nội trợ đảm đang, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho chồng, cho con. Nếu ở nông thôn, người phụ nữ còn phải phụ chồng con chăn nuôi trồng trọt, cấy cày, gặt hái vân vân, lại còn phải mang nông phẩm, rau quả, hoặc gà, vịt, cá, tôm ra chợ bán buôn, đi sớm về trưa, dù con còn bé. Đó là cảnh đầu tắt mặt tối ở riêng, còn cảnh ở chung với cha mẹ chồng, chị chồng, em chồng thì sao? Ôi ngày xưa, cảnh làm dâu của người phụ nữ phải chịu nhiều cay đắng, do mẹ chồng, chị chồng, em chồng, họ quá khắc nghiệt và áp đặt mọi việc. Người phụ nữ làm dâu giống như một tôi tớ trong nhà, thức khuya dậy sớm quét dọn nhà cửa, hầu hạ cơm nước, làm việc quần quật suốt ngày không hở tai. Nghĩ đến cảnh làm dâu con mà người phụ nữ quá sợ hãi, nhưng ngày nay không còn nữa. Cảnh khổ này chưa hết đâu bạn à. Khi gia đình cơm không lành canh không ngọt, chồng say xỉn, kinh tế thiếu trước hụt sau, thì các bạn nghĩ sao? Ôi khổ tận cùng, mỗi cái khổ đều đổ trên đôi vai bé nhỏ của bạn, bạn có biết không? Chỉ vì một quan niệm sai lầm, nhưng quan niệm ấy đã ăn sâu vào cốt tủy của con người rất khó bỏ. Đó là đời sống phải có đôi có bạn. Bậc làm cha mẹ tuy biết đời mình đã khổ, nhưng không còn cách nào hơn là phải lo cho con có đôi có bạn, rồi chết mới an tâm. Còn về phần người con thì sao? Đa số họ đều nghĩ có vợ mới lo làm ăn được, hoặc có chồng để nương tựa vào nhau mà sống, chia vui sẻ buồn, tránh cảnh cô đơn buồn tẻ, và để có con nhờ về sau. Đại đa số họ rất sợ cảnh độc thân, cô đơn, già yếu, ốm đau không ai lo, nhất là sợ mọi người ăn hiếp. Đó là một nỗi lo xa của mọi người, chứ sự thật không phải vậy đâu, vì mọi người chưa hiểu luật nhân quả. Trong cuộc đời này đã xác định rất rõ ràng, hãy vào thăm những nhà dưỡng lão thì các bạn sẽ rõ. Biết bao nhiêu ông già bà cả đã từng có chồng, có vợ, có con cái hẳn hoi, thế mà hôm nay lại sống cô đơn nơi đây chỉ có một mình, với lòng thương hại của mọi người bốn phương. Chúng tôi xin trở lại vấn đề. Đã muôn vàn cực khổ nuôi con lớn khôn,
tuổi tác đã già yếu nhưng vẫn còn lo cho đời cháu đời chắt khi chúng nó ấm đầu sổ mũi. Như vậy, người phụ nữ sinh ra là để chịu khổ muôn vàn, từ khi bước chân lên xe hoa đến ngày xuống lòng đất. Ai biết được điều này, phải không hỡi các bạn? Bởi chạy theo tâm sắc dục, người phụ nữ phải thọ chịu sự khổ đau nhiều nhất, như trên chúng tôi đã nói. Tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đúng lắm các bạn. Cái khổ của tâm sắc dục thì vô cùng tận, nhưng cái lạc thì rất ít như đất trong đầu móng tay. Xét cho cùng, lý của tâm sắc dục vừa làm khổ lại vừa làm tiêu hủy một năng lực rất lớn của con người. Người đắm chìm trong sắc dục, cơ thể thường bệnh tật. Sắc dục là một điều tai hại nhất của con người. Các bạn đừng tưởng rằng nó là hạnh phúc chân thật của đời người nên các bạn mới chạy theo để thỏa mãn dục vọng đó. Dục vọng của con người không bao giờ thỏa mãn được. Nó giống như người nghiện thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân. Ở tâm sắc dục, tìm cầu hạnh phúc đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn là một sự mệt nhọc, đau khổ nối tiếp nhau. Nhất là mọi người không ngờ, những hành động truy hoang đó lại là một sự nối tiếp luân hồi tái sanh. Trong sự luân hồi tái sanh là sự khổ đau bất tận từ kiếp này đến kiếp khác các bạn ạ. Theo luật nhân quả trả vai, thì đây là một chuỗi dài thời gian thống khổ ghê gớm từ đời này sang đến đời khác, nối tiếp nhau và luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt. Đó chính là con đường sắc dục, con đường luân hồi tái sanh của muôn loài. Các bạn có nhận ra con đường này chưa? Khi đã nhận ra, các bạn phải làm gì? Hay cứ bỏ trôi đời mình theo dòng nước đục nhân quả, như cánh lục bình trôi trên dòng sông nước? Người ta đâu biết rằng giữa những hành động hạnh phúc lứa đôi nam nữ âu yếm nhau là những hành động đang bị luật nhân quả chi phối, tác động, điều khiển, khiến cho đôi lứa nam nữ đắm đuối mê say để rơi vào cạm bẫy nhân quả. Trên đời này, ít có người nào hiểu biết uy lực này, nên không có một người nào thoát ra khỏi định luật nhân quả được. Do đó, tất cả vạn vật trên hành tinh này đều phải chịu chi phối điều hành của luật nhân quả như vậy. Đó là một sự sinh tồn nối tiếp nhau để sống của vạn vật, nên mọi vật phải chịu chung dưới một quy luật của nhân quả. Chỉ có những người nào sống trọn vẹn đạo đức nhân bản nhân quả thì mới ra khỏi quy luật này. Cái khổ triền miên bất tận của luật nhân quả luân hồi này chưa có ai ngăn chặn đứng được. Muốn ngăn chặn đứng sự khổ đau này, chỉ duy nhất có đạo đức nhân bản nhân quả ra đời, để cho mọi người thấu hiểu những hành động không làm khổ mình, khổ người, thì mới có thể đình chỉ những cuộc sống truy hoang sắc dục thấp hèn. Trong những hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ người, có một hành động dạy chúng ta không tham sắc dục, tức là đức không tham sắc dục. Muốn thực hiện đức không tham sắc dục thì phải thực hiện đời sống độc thân. Đời sống độc thân có lợi gì, có hại gì? Thưa các bạn, theo quan niệm của mọi người từ xưa đến nay nghĩ rằng độc thân là một cuộc sống cô đơn buồn chán, trước sau quạnh quẽ, chỉ có một bóng một hình, trông dễ sợ. Khi già yếu đau bệnh, không ai lo cơm nước thuốc thang, và sống một mình luôn sợ mọi người ăn hiếp, như trên chúng tôi đã nói. Thưa các bạn đừng nghĩ như vậy. Nghĩ vậy là các bạn đang sống trong tưởng tri. Chỉ vì người ta chưa biết sống độc thân như thế nào đúng và như thế nào sai. Người ta thường chứng kiến những người sống độc thân vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ họ chẳng bao giờ thích sống độc thân. Những người hoàn cảnh bắt buộc họ phải sống độc thân như vậy, nên tâm hồn họ cô đơn, buồn chán, khổ đau, như trên các bạn nghĩ tưởng. Thưa các bạn, sống độc thân là một cuộc sống trọn vẹn, không làm khổ mình, khổ người. Một cuộc sống giữ tròn đức hạnh cao thượng tuyệt vời, thoát ra mọi sự ràng buộc của năm đối tượng dục lạc. Năm đối tượng dục lạc là gì? Một, danh, quyền thế, chức vị, ngôi cao, lời khen tặng, lời ca ngợi. Hai, tiền bạc, của cải, tài sản, vật chất. Ba, sắc dục, phụ nữ. Bốn, ăn uống. Năm, ngủ nghỉ. Người sống độc thân thì tâm thường bị ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ. Ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ mà cố ức chế chịu đựng, không hưởng thụ,
thì người ấy phải chịu khổ vô cùng vô tận. Còn người biết cách sống độc thân, lần lượt họ khắc phục tâm mình, sống đúng đức hạnh làm người, xa lìa năm điều tai hại hèn hạ của ngũ dục lạc. Lần lượt chúng tôi sẽ dạy các bạn đủ năm đức hạnh làm người. Như các bạn đã học: đức không tham danh, đức không tham lợi, đức không tham sắc dục. Và bây giờ các bạn đang học đức không tham sắc dục. Sự học hiểu này giúp cho các bạn mở mang trí tuệ, có tầm nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống của chính các bạn. Hơn nữa, nó còn giúp cho các bạn sống không mơ mộng hão huyền theo ngũ dục lạc thế gian. Ngũ dục lạc là cái bóng hạnh phúc hão huyền, là miếng mồi của nhân quả, câu nhữ để các bạn sa lưới, mắc câu luân hồi sinh tử, mãi mãi muôn đời chịu khổ đau. Xét cho cùng tận, người sống độc thân được an ổn và hạnh phúc nhất đời, vì không có đối tượng quấy rầy, không có người làm cho bạn buồn phiền, bất toại nguyện, thương ghét, sợ hãi, lo lắng, phiền não, giận hờn, cay đắng, thù hận, khổ đau vân vân, và không tiêu hao khí lực trong những cuộc truy hoang sắc dục. Sống độc thân là một cuộc sống với tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự. Sống hòa mình trong vũ trụ với sự sống của muôn loài mà không có người hay vật nào làm cho ta bận tâm được, thì đó mới chính là mình đã sống độc thân. Sống độc thân chính là ta sống cho muôn loài vạn vật với tình thương bao la rộng lớn vô bờ bến. Sống với vạn hữu trong môi trường sống mà duy nhất chỉ có một tâm hồn bất động. Còn sống có nhiều người như trong một gia đình thì phải có nhiều điều nghịch ý trái lòng, phải có lời qua tiếng lại, phải có buồn phiền, giận hờn, to tiếng cãi nhau vân vân. Sống độc thân làm sao có chuyện ấy được, phải không hỡi các bạn? Sống độc thân mà không độc thân, vì xung quanh ta có nhiều người bạn thân thương, đó là cây cỏ, đất đá, núi sông và các loài động vật nữa. Còn sống có gia đình khổ lắm các bạn ạ, nhất là người phụ nữ. Các bạn nghĩ lại xem có đúng không? Các bạn thường nghĩ rằng sống độc thân đến khi già yếu bệnh tật không ai lo, chết trong cô đơn buồn tẻ một mình vân vân. Vì nghĩ như vậy nên khi con cái lớn khôn thì lo dựng vợ gả chồng để sống có đôi có bạn, có nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau khi già yếu, khi bệnh tật, khi chén cơm manh áo, khi ly nước thuốc thang vân vân. Nhưng khi hai người nam nữ sống chung nhau đã đem lại cho nhau muôn trùng sự khổ đau và còn nhiều cảnh trái ý nghịch lòng mà chúng tôi đã nói trong sách này. Sống không làm khổ mình, khổ người là sống độc thân. Sống độc thân không có nghĩa là ta sống ích kỷ riêng cho ta. Vì thế, người sống độc thân là người biết sống những đức hạnh cao quý làm người. Biết sống những đức hạnh cao quý làm người là biết vượt ra khỏi bản tính dục lạc của loài động vật. Nếu loài người không vượt ra khỏi ngũ dục lạc này thì cuộc sống chỉ là những loài động vật mà thôi. Sắc dục là một định luật sinh tồn của vạn vật trong luật nhân quả mà chúng tôi đã nói ở trên. Từ loài có cây thảo mộc thực vật cho đến những loài bò, bay, đi, chạy, nhảy, động vật nói chung, tất cả đều chịu quy luật sắc dục sinh tồn để sinh sôi nảy nở. Cho nên, con người thực hiện đức không tham sắc dục là làm cho định luật nhân quả đình chỉ. Luật nhân quả này đình chỉ thì toàn bộ ác pháp trên thế gian này cũng sẽ không còn nữa. Và như vậy thế gian sẽ hết khổ đau, cuộc sống của con người đã trở thành cuộc sống thiên đàng. Như chúng tôi đã nói ở trên, sắc dục là quy luật sinh tồn của vạn vật. Nếu biết tiết độ nó ở mức bình thường thì loài người ít khổ. Còn ngược lại, nếu sắc dục thái quá thì gây tai hại cho loài người, cho xã hội. Và như vậy, sắc dục thái quá, nó mang đến những tai hại gì? Một, bản thân bệnh tật. Bệnh tật thường truyền nhiễm qua đường sinh dục như di trùng bệnh giang mai, di trùng bệnh HIV, S và các loại bệnh phụ khoa khác ngày càng nhiều hơn, vân vân. Hai, gia đình bất an. Có nghĩa là chồng lấy vợ người này, vợ lấy chồng người khác, khiến cho đạo nghĩa chung thủy gia đình một vợ một chồng mất đi, gây nên tình trạng thương tâm cho con cái, xa cha hoặc mất mẹ. 3. Tệ nạn mãi dâm khắp nơi trong xã hội. Một đất nước mà nơi đâu cũng có gái mãi dâm,
là một đất nước chưa có văn hóa, văn minh lành mạnh. Giá trị người phụ nữ quá thấp kém, nói đúng hơn là đất nước đó thiếu đạo đức làm người. 4. Dân số đông, dân trí kém và tệ nạn xã hội quá nhiều. Do hàng loạt đa số con cái được sinh ra từ khoái lạc của tâm tham sắc dục, chứ không từ sự ý thức tiết độ tình dục, không từ sự nhận thức rõ trách nhiệm của cha mẹ là nuôi con đúng tiêu chuẩn và dạy bảo con nên người hữu ích. Trong giai đoạn đất nước đang phát triển khoa học công nghệ hiện đại này, thì sự học của con cái càng phải được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng để học tập đến nơi đến chốn, thì trình độ học thức mới theo kịp mọi người, mới làm lợi ích cho gia đình và xã hội. Hiện giờ, tình trạng học thức của trẻ em chung cả nước chưa đạt tiêu chuẩn kiến thức phổ thông. Thường thường, cấp trung học phổ thông có 12 lớp, nhưng trẻ em chỉ mới học đến lớp 9. Sĩ số học sinh giảm đi rất nhiều vì học lực, vì hoàn cảnh. Đó là những nỗi lo của bậc làm cha mẹ, của những nhà lãnh đạo đất nước. Vì thế, đức không tham sắc dục cần phải được giữ gìn nghiêm chỉnh. Nhất là mọi người phải sáng suốt, thấy trách nhiệm và bổn phận, ngăn chặn những hành động khiêu dâm gợi dục của mình và của những người khác. Vì dâm dục là một hành động không biết thương mình, làm hại mình, gây tổn thương giá trị đức hạnh của người phụ nữ chung cả nước. Gái mãi dâm là những phụ nữ chỉ biết sống có tiền, không biết giá trị phẩm hạnh đạo đức bản thân của mình, không biết giữ giá trị chung cho giới phụ nữ Việt Nam, không biết noi gương những bậc anh thư Trưng Dương, Triệu Ẩu, Ỷ Lan, vân vân. Những bậc này luôn luôn giữ gìn giá trị phụ nữ quê hương tổ quốc của mình. Một phụ nữ làm gái mại dâm là đã làm sỉ nhục cho giới phụ nữ nước đó. Giới phụ nữ nước đó bị sỉ nhục là nước đó bị sỉ nhục. Các bạn phụ nữ có biết chăng? Hỡi các bạn phụ nữ, các bạn có biết chăng, dưới mắt một người khác phái, phụ nữ mại dâm chỉ là một công cụ giải trí cho nam giới, là một con người có giá trị như bao nhiêu người khác. Mà quý bạn đã tự biến mình thành một món đồ chơi cho kẻ khác, thì còn có nghĩa lý gì là một con người nữa, phải không hỡi các bạn? Thưa các chị em phụ nữ, chúng ta sống không phải chỉ có tiền bạc mới sống được, còn có nhiều cách sống cao thượng hơn, không phải ở tiền bạc vật chất, mà ở tinh thần tự lực, tự cường, biết đứng thẳng trên đôi chân của mình, biết vươn lên và vượt qua những nỗi khó khăn gian khổ của cuộc đời, chứ không phải vì cảnh nghèo đói mà đi bán thân nuôi miệng, chứ không phải vì cảnh nghèo đói mà đi làm thê thiếp hầu hạ cho người. Những cô gái lam đủ lầu tắt mặt tối, tay làm hàm nhai, nhưng giá trị người phụ nữ ấy không bị chà đạp, không bị ai coi rẻ. Còn chị em son phấn lòe loẹt, quần áo đẹp đẽ, giày dép cao sang, nhưng giá trị của người phụ nữ này coi chừng đứng không đúng vị trí và khả năng của mình thì sẽ bị chôn vùi dưới lớp bùn nhơ hôi thối. Chị em có biết chăng, đó là những gái mại dâm, gái bán bia ôm, gái bán cà phê ôm, gái nhảy ở các vũ trường, vân vân. Đạo đức làm người không chấp nhận những người phụ nữ ăn mặc bài da hở thịt hoặc bó sát người khiêu gợi dâm dục. Người phụ nữ ăn mặc như vậy là gợi lòng sắc dục của người khác phái. Đó là một hành động thiếu đạo đức và văn hóa là người. Hành động đó làm sỉ nhục quê hương tổ quốc. Các chị em phụ nữ có biết chăng? Đề tài tôi giảng hôm nay, tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đặt một câu hỏi. Tại sao chúng ta phải tu? Quý Phật tử thường đi chùa lễ Phật ăn chay, chắc rằng ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào? Ở đây tôi sẽ giải thích về điều này. Chúng ta đều ý thức rằng người biết tu là người cầu tiến, là người vươn lên. Tại sao? Thí dụ có người trước kia say rượu lè nhè, nhưng bây giờ người đó biết tu theo Phật giữ năm giới. Do giữ giới nên không uống rượu say nữa, đó là đã tiến hơn xưa. Hoặc như người chuyên đi ăn trộm, người đó bị xã hội đánh giá là hạng bất lương. Bây giờ người đó biết tu thọ giới của Phật, Phật cấm không được trộm cướp. Khi không còn trộm cướp nữa, thì người đó có tiến bộ chưa? Thường thường thế gian thấy ai hư hỏng rồi thức tỉnh lại, làm lành, thì người ta bảo người đó giác ngộ. Đó là một bước tiến.
Như vậy vì cầu tiến mà chúng ta tu, người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi hành vi xấu, ngôn ngữ xấu, ý niệm xấu của mình trở thành hay, trở thành tốt. Như vậy có phải là tiến bộ không? Cho nên nói biết tu là có tiến. Vì vậy muốn cầu tiến, người Phật tử phải tập tu. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, chúng ta tu là vì muốn đem lại sự an lạc cho bản thân mình trong hiện tại và vị lai. Tại sao? Thí dụ như một Phật tử trước kia chưa biết tu, ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau không hòa thuận. Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu giữ ngũ giới, tức không tà dâm, không ngoại tình với kẻ khác, thì vợ chồng hết nghi nhau. Hết nghi nhau thì bình an, hạnh phúc. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, sự tốt đẹp cho xã hội. Nên người biết tu là người tiến lên chuẩn bị cho cuộc sống luôn được an lạc. Thế mới thấy tu là việc thiết yếu. Phật tử khi hiểu được lợi ích đó rồi, ai cũng phát tâm tu. Đó là lý do thứ hai. Khi đã phát tâm tu theo Phật, thì điều đầu tiên Phật dạy chúng ta tu là để dừng nghiệp. Tại sao tu để dừng nghiệp? Trước khi trả lời câu này, tôi xin ôn lại lịch sử Đức Phật một chút. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Đến đêm thứ 49, từ đầu hôm đến canh hai, Ngài chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là trí sáng suốt, thấu rõ hết bao nhiêu kiếp về trước của mình, đã từng làm gì, ở đâu, cha mẹ, anh em tên gì đều biết rõ hết. Chẳng những một đời mà vô số đời cũng đều biết rõ, nên gọi là túc mạng minh, tức trí sáng suốt, biết vô số mạng kiếp về trước. Sau này đi giảng đạo, Ngài nhắc lại đời trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, lợi ích cho ai, vân vân. Những sự việc như thế được kết tập lại gọi là kinh bản sanh và bản sự, hiện giờ vẫn còn. Từ canh 2 đến canh 3, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là tất cả những gì gần xa, nhỏ nhiệm nhất, Ngài đều thấy được. Cho nên khi Đức Phật chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài nhìn thấy trong bát nước có vô số vi trùng. Ngày xưa nói trong nước có vi trùng người ta không tin, nhưng bây giờ nhờ khoa học chế ra kính hiển vi, người ta mới thấy vi trùng. Như vậy Đức Phật đã thấy hơn 2000 năm rồi, bây giờ chúng ta mới biết. Bằng thiên nhãn minh, Ngài nhìn rất xa, thấy ngoài thế giới này còn có vô số thế giới khác, tính không hết. Danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là hằng hà sa số. Hằng hà đó là sông Hằng ở Ấn Độ, sa số là số cát. Sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy ngàn cây số thì cát sông Hằng chừng bao nhiêu? Vô số kể. Phật nói thế giới trong hư không nhiều như số cát sông Hằng vậy. Ngày xưa không ai tin điều này cả, nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn, người ta tìm thấy rõ ràng ngoài thiên hà của chúng ta còn vô số thiên hà nữa, cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là thế giới. Như vậy Phật nói không sai, vì đó là cái thấy thật. Kế đó, Ngài nhìn thấy con người khi chết rồi lại tái sanh vào các loài. Người ta cứ nghĩ chết rồi là hết, hoặc bảo chết rồi trở lại làm người. Nhưng Phật thấy rõ ràng, khi chúng ta chết rồi, do nghiệp của mình tạo hàng ngày, hoặc lành hoặc dữ. Nếu lành thì nó dẫn chúng ta sanh trong cõi lành, nếu dữ nó dẫn chúng ta sanh vào cõi dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật nói: ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy rõ ràng ai nghiệp gì đi đường nào, không có nghi ngờ. Vì vậy Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là dừng nghiệp. Dừng nghiệp để làm gì? Để khi chết chúng ta không bị nghiệp ác dẫn đi vào đường ác. Nếu cứ tạo nghiệp ác, thì khi chết chúng ta bị nghiệp dẫn trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người Phật tử tu là làm sao trong hiện tại dừng những hành động xấu ác để bản thân là một người tốt, có lợi ích cho xã hội. Chết đi mình lại được nghiệp lành dẫn sanh vào cõi lành. Như vậy có phải tu là để cho chúng ta an ổn trong đời này và đời sau không? Vì tầm quan trọng như vậy cho nên chúng ta mới tu. Như hàng tăng ni xuất gia, lẽ ra các vị ở ngoài đời hưởng những lạc thú thế gian, tại sao lại cạo đầu vào chùa ăn chay, mặc áo nhuộm cho khổ vậy? Có cái gì cần, cái gì quý, mình mới làm điều đó chứ. Vì thấy rõ được lợi ích việc tu tập rồi, nên chúng ta mới đi tu. Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài liền chứng được lậu tận minh,
tức là trí sáng suốt thấy rõ nguyên nhân vì sao con người phải luân hồi sanh tử. Ngài thấy rõ ràng không nghi ngờ gì hết, nên sau đó Ngài đến giường Lộc Uyển, giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Ngài chỉ rõ quả đau khổ và nhân gây ra đau khổ, chỉ cho quả giải thoát và nhân tu sẽ được giải thoát. Đó là do Phật tu chứng được nên Ngài nói ra, chứ không phải như các triết gia suy luận rồi nói. Vì vậy Phật dạy chúng ta trên đường tu phải làm sao đạt được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời của mình hiện tại an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng sinh. Khi chết đi sinh trở lại, được làm người tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Tu là như vậy. Ở đây điểm quan trọng tôi muốn nhấn mạnh, tu là dừng nghiệp, là chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Dừng nghiệp tức là dừng những nghiệp ác, chúng ta không tạo những tội lỗi phải chịu khổ đau nữa. Vậy tu dừng nghiệp bằng cách nào? Trong nhà Phật dạy, dù tại gia hay xuất gia, khi bước chân vào đạo, trước tiên phải gìn giữ giới luật. Gìn giữ giới luật là tu dừng nghiệp. Tại sao? Bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng, con người khi nóng giận hay tham lam rất là cuồng loạn. Điều tội ác nào người ta cũng có thể làm được. Mà tạo tội ác thì phải đọa, phải chuốc quả đau khổ. Vì vậy Phật dạy phải giữ những điều giới, đừng tạo ác. Không tạo ác thì khỏi đọa. Như hàng Phật tử tại gia, Đức Phật dạy phải giữ năm giới. 1. Không được sát sanh. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được tà dâm. 4. Không được nói dối. 5. Không được uống rượu. Không được hút á phiện xì ke ma túy. Năm điều đó cần phải giữ gìn cho đúng. Như người nam khi chưa biết tu có ai rủ uống rượu thì sao? Tuy ban đầu chưa biết uống, nhưng bạn bè rủ thì dị tình uống rồi thành nghiện, nghiện rồi thành say. Đối với á phiện xì ke ma túy cũng vậy, trước đâu có, cha mẹ sinh ra đâu có nghiện. Do bị bạn bè rủ rê mà không biết tu mới nhào theo. Nhào theo rồi thì hư một đời, hại gia đình, hại xã hội. Nên Phật cấm những điều đó là thương hay làm khó khăn mình? Đó là Phật thương. Bởi rượu á phiện xì ke ma túy là hố sâu nguy hiểm. Phật muốn cho chúng ta không rớt vào hố đó nên mới dùng hàng rào giới luật để chặn. Thí dụ Phật tử đã thọ ngũ giới rồi, nếu bạn bè tới rủ uống rượu liền nói: "Tôi đã thọ giới Phật rồi, không được uống rượu. Thôi, tôi xin không uống." Như vậy là ngăn chặn mình tạo tội. Nếu không thọ không giữ giới thì bạn bè rủ cứ ngồi uống có sợ gì đâu. Rồi tới ăn trộm ăn cướp cho đến giết người. Trong những việc đó có gì bình an không? Hay việc nào cũng khổ? Mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác cũng khổ, cứ khổ lây với nhau. Bây giờ Phật cấm không được giết người, dù giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám động đến sinh mạng của người khác. Đó là tu. Tu là giữ giới, cho nên bước đầu vào đạo Phật bảo phải giữ năm giới. Chúng ta hứa giữ để trong lòng lúc nào cũng nhớ không được làm các việc đó. Nhờ hứa với Phật, hứa với quý thầy như vậy, không dám quên nên không tạo tội. Đây gọi là dừng nghiệp. Chúng ta đối nơi thân, nơi miệng, nơi ý thường hay buông lung tạo tội. Thí dụ nơi thân, trẻ nhỏ thấy con chim đậu trên cành cây, nó làm sao? Nó muốn bắn. Nhiều khi con chim nhỏ xíu không đáng gì hết, không được một miếng ăn nữa mà cũng cứ bắn. Thấy con cóc con nhái muốn lấy đá chọi, vân vân. Bây giờ mình biết tu thì việc gì không có lợi cho mình, cho người, mà làm đau khổ chúng sanh thì đừng làm. Nhờ không làm nên không khổ cho những con vật nhỏ, không khổ cho người. Như vậy nhờ biết giữ gìn giới, không làm việc ác, đó là chúng ta tu. Đến miệng chúng ta toàn nói lành hay cũng có khi nói dữ. Có người nào nói lành suốt đời chưa? Hay khi vui thì nói lành, khi giận thì nói dữ? Bây giờ chúng ta biết tu rồi, vui nói lành mà giận thì thôi làm thinh, đừng nói gì cả. Bởi vì nếu nói thì sẽ nói bậy, nói tội lỗi. Cho nên khi giận làm thinh bỏ qua một hồi sẽ hết. Chúng ta giữ thân không làm đau khổ cho chúng sanh, miệng không nói lời dữ lời ác khiến người khinh miệt mình. Đó là bảo vệ giá trị tinh thần đạo đức của mình. Quý Phật tử thấy khi giận lời nói có giá trị thật không? Thí dụ khi giận người ta nói mày là con chó, nói thế mà mình có thành con chó đâu. Nếu tỉnh táo mình sẽ trả lời: tôi đâu có bốn chân đâu mà thành con chó.
Nhưng đằng này nghe nói con chó liền muốn tát tai người ta, như vậy vô tình mình nhận là chó rồi, bởi vừa nói chó là mình cắn liền, phải không? Khi nóng giận người ta dễ điên cuồng, không có chút gì khôn ngoan sáng suốt cả. Cho nên khi nóng giận cần phải im lặng, đó là người khôn, người khéo tu. Như vậy chúng ta tu thân, tu miệng và tu luôn cả ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều? Có khi xấu nhiều tốt ít, có khi tốt nhiều xấu ít, tốt xấu lẫn lộn. Bây giờ tu rồi, khi nghĩ một điều gì xấu, chúng ta biết đó là bậy, là tội lỗi nên không nghĩ nữa, cấm nó như vậy, lâu dần thành quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ, nghĩ xấu thì dừng. Đó là chúng ta tu. Nếu người thân không làm những điều xấu ác, miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ những điều bậy xấu, thì người đó là người tốt. Người ta nói tu hiền, nhưng hiện nay có nhiều người tu mà chưa hiền. Ăn chay thì ăn mà không hiền chút nào cả. Bởi tu không phải chỉ ăn chay, mà tu là sửa thân đừng làm tội lỗi, miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Còn ăn chay ăn mặn chỉ là phần phụ thôi. Người ăn mặn mà nói năng đàng hoàng hiền lành, còn người ăn chay mà la lối bậy bạ thì ai hơn ai? Hiểu vậy quý vị mới thấy lẽ thật của sự tu. Ngay trong đời sống này phải tạo cho mình một cuộc sống có giá trị. Nếu trong gia đình hai vợ chồng đều biết tu, chồng không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, vợ cũng vậy, thì gia đình đó đầm ấm hạnh phúc không? Sẽ chỉ ngày nay gia đình chia ly đau khổ là vì người ta không biết tu. Tu dừng nghiệp là đừng làm bậy, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy thôi, chứ chưa làm gì hay tốt. Bao nhiêu đó cũng khó rồi. Lâu nay người ta quen buông lung, bây giờ chặn lại nên khó, chứ việc đó đâu phải khó. Nếu giận người ta mà mình làm thinh, không la lối gì hết, một hồi cơn giận sẽ nguôi, và từ từ mình quên hết. Quên hết thì có thiệt thòi gì cho mình đâu. Còn nóng chửi người ta đánh lại mình, thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối, bao nhiêu phiền não và tội lỗi khác nữa. Tất cả chúng ta ai cũng cần phải tu để trở thành người hay tốt, đó là người khôn ngoan sáng suốt. Nếu để thân miệng ý lăng xăng lộn xộn hoài, đó là người xấu, người dở. Tôi đã nói phần tu là dừng nghiệp, kế đến phần tu là chuyển nghiệp. Chuyển là đổi, chuyển nghiệp là chuyển đổi nghiệp của mình. Tôi thường hay nói Phật tử chúng ta hiểu nghĩa chữ tu dở hơn cả mấy chú sửa xe Honda nữa. Tại sao vậy? Vì mấy chú đó gọi sửa xe hư ít là tiểu tu, xe hư nhiều hơn là trung tu, xe hư thật nhiều là đại tu. Có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư đi sửa, tới ngày lấy nó y nguyên như cũ mà mình vẫn chịu không? Đâu có, phải sửa tốt hơn ngày mình giao xe mới được. Như vậy tu là sửa từ cái hư cái xấu trở thành cái tốt cái hay. Người biết sửa là người biết tu. Quý Phật tử tu bao nhiêu năm rồi, có biết sửa chưa hay chỉ xin Phật thôi? Có gì buồn lại Phật, Phật cứu độ con, Phật cho con hết bệnh hoạn, cho con hết tai nạn, vân vân. Nếu tu như vậy chắc Phật cũng lắc đầu không biết nói sao. Bởi Đức Phật từng bảo rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Ngài ban phước xuống quả cho người thì Ngài không dạy mình tu dừng nghiệp, chuyển nghiệp, không dạy tu nhân quả. Là dừng được nghiệp ác, tu thập thiện là chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Hồi xưa mình thường hay giết hại, thì ngày nay thương chúng sanh. Thấy chúng sanh nào bị bắt, sắp bị giết hại, mình mua thả. Ngày xưa thay vì giết, bây giờ lại cứu. Hồi xưa mình tham lam trộm cắp của người ta, bây giờ có duyên mình bố thí. Hồi xưa mình có những hạnh xấu không trinh bạch, bây giờ tập tu hạnh trinh bạch. Như vậy thay vì thân có ba nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bây giờ mình chuyển ba nghiệp đó. Sát sanh chuyển thành phóng sanh, trộm cướp chuyển thành bố thí, tà dâm chuyển thành trinh bạch. Được vậy đời mình tốt đẹp vô cùng. Ngày xưa hay nói dối, hay nói hung dữ, bây giờ Phật dạy chuyển thành bốn thứ: nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Thay vì nói dối gạt thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật, chuyển lời nặng nề ác độc thành lời hòa nhã dễ thương. Đó là chuyển bốn nghiệp nơi miệng. Kế đến chuyển nơi ý. Ý chúng ta thường dễ sanh tham lam. Khi tu dừng được tham lam rồi, chúng ta phải tập hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ, là buông bỏ. Thí dụ ngày xưa chúng ta làm một muốn được hai,
làm hai muốn được ba bốn, cứ muốn chồng lên. Bây giờ chúng ta làm việc vừa phải, có đủ cho cuộc sống mình bình an thôi. Phần dư vui vẻ đem ra giúp đỡ cho những người thiếu, đó gọi là hỷ tư cách dễ xả. Ngày xưa chúng ta hay nóng giận, giận người này giận người nọ, thì ngày nay tập lòng từ bi thương xót mọi người, để mình không khổ mà người cũng không khổ. Nói tới từ bi chúng ta thấy rất khó. Tại sao? Vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói khó thương, có người tư cách dễ thương, có người tư cách khó thương, nên mình cũng khó thương. Bây giờ từ bi là phải thương tất cả, thì làm sao mà thương đây? Thí dụ khi vào bệnh viện tâm thần, chúng ta bị những người điên trong đó kêu tên mình, chửi hoặc nhổ nước bọt lên mình, vân vân, lúc đó chúng ta thế nào? Cự lộn với họ hay là thương họ? Mình không có lỗi lầm gì với họ mà họ chửi mình rồi còn phun nước bọt vô mình, dễ giận không? Nhưng nếu giận, mình cự lộn với họ thì người chung quanh sẽ nói sao? Đánh lộn với kẻ điên thì chỉ có người điên mới làm thôi. Người ta điên cho nên làm bậy, còn mình tỉnh không họ chứ đâu nên giận. Phật tử xét kỹ, những người mình không làm quấy, không làm điều tội lỗi với họ, mà người ta nói mình quấy, mình có tội lỗi, thì mình nên nghĩ, chuyện không có mà họ nói, đó là họ không tỉnh sáng. Người không tỉnh sáng là người đáng thương chứ không đáng giận. Mình đang tỉnh sáng thì không nên hơn thua với người không tỉnh sáng. Nhớ như vậy chúng ta sẽ có lòng từ bi dễ dàng, không khó. Cứ thế mình tập tâm từ bi càng ngày càng lớn lên, đó là tu. Tâm chúng ta thường ngày hay si mê, nghĩ sai trật, nghĩ lầm mà chúng ta tưởng là đúng. Như Phật tử đến tháng 2, tháng 3 thường lên núi Sam để vay tiền bà về làm ăn, phải không? Đó là điều có lẽ thật, thế mà Phật tử vẫn tin làm. Nếu tới miếu bà vay tiền về làm ăn, ai cũng giàu hết, thì từ Long Xuyên lên Châu Đốc người ta cất nhà ngói hết. Nhưng quý vị thấy nơi đó có nhà ngói hết chưa? Kế cận miếu bà dạy gì không vô vay tiền làm ăn cho được giàu? Rõ ràng điều này đâu có đúng. Một việc không có lý như vậy, nhà Phật gọi là tà kiến, tức hiểu biết sai lầm, không đúng sự thật. Thế mà Phật tử vẫn nghe theo, không phải sai lầm là gì? Phật tử chúng ta phải có một nhận định đúng đắn mới gọi là tu. Nếu hiểu sai lầm như vậy không phải là tu. Chúng ta tu là để đem lại an vui, đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho mình, cho người. Phật tử tin được lý nhân quả, hiểu rõ gieo nhân thì gặt quả, nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Ví như người nông phu phải lựa giống tốt gieo xuống ruộng, thì tới mùa thu hoạch mới được lúa tốt nhiều. Nếu gieo giống xấu thì kết quả xấu, không nghi ngờ. Tuy nhiên không hẳn đơn giản giống tốt thì được quả tốt hết. Giống tốt còn phải biết bón phân, nhổ thân làm xấu. Ý nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt. Như vậy gốc là ý. Vì vậy Phật dạy phải nhắm thẳng vào ý. Ý hoàn toàn trong sạch thì hết nghiệp, hết nghiệp thì được Phật đón về cực lạc không nghi. Nếu niệm sơ sơ còn tính làm ăn đủ thứ thì chắc Phật không đón được đâu. Nhiều Phật tử tu mang sâu chuỗi mà vẫn còn tính toán hơn thua nhiều quá, thì làm sao mà Phật rước qua bên đó được? Lại có người bảo mình mang nghiệp về Tây Phương thủng thẳng tu nữa cũng được. Điều đó tôi không tin. Ví dụ một con chó ghẻ lát bị xà mâu ăn, nó nằm dưới đất, bây giờ bảo đem nó lên lầu 3 cho hết xà mâu có được không? Muốn nó hết xà mâu thì phải trị thuốc, trị lành rồi thì ở dưới đất hay trên lầu gì nó cũng mạnh. Chúng ta ngay đây tu cho sạch nghiệp thì giàu được về cực lạc hay ở đây mình cũng thanh tịnh, an vui như ở cực lạc vậy thôi. Đó là một lẽ thật. Nên trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy phải niệm Phật cho tới 7 ngày được nhiếp tâm bất loạn. Khi lâm chung, Phật và thánh chúng mới hiện ở trước rước về cõi Phật. Bây giờ tôi nói tới những vị tu thiền. Trước tiên là tu theo thiền nguyên thủy. Trong kinh Đại Niệm Xứ của Bộ A Hàm, Phật có dạy rằng, người nào quán tới niệm xứ, quán thân dơ dớp, quán cảm thọ là xấu, quán tâm vô thường, quán các pháp vô ngã. Quán như vậy suốt ngày, không nghĩ gì khác, từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới 7 ngày. Người đó sẽ chứng từ quả A-na-hàm đến quả A-la-hán. Như vậy Phật dạy dù tu tịnh độ hay tu thiền cũng phải nhiếp tâm, chuyên nhất. Một bên niệm danh hiệu Phật, một bên quán tứ niệm xứ. Do quán nên thấy rõ trong nội tâm
buông sạch hết, không nghĩ gì khác. Nhờ không nghĩ gì khác, tâm mới được trong sạch. Tâm trong sạch là nghiệp trong sạch. Nghiệp trong sạch nên chứng quả. Chứng quả là không còn trầm luân trong sanh tử nữa. Đó là tu theo thiền nguyên thủy. Kế đến tôi nói tu theo thiền tông. Chúng tôi hướng dẫn tăng ni và Phật tử tu thiền là xoay trở lại quan sát chính mình. Khi vừa mới khởi niệm, nghĩ người này người nọ liền buông, đừng chạy theo niệm. Như vậy từ một ngày, hai ngày tới bảy ngày, đi đứng ngồi nằm đều không buông hết các tạp niệm, không theo nó. Lần lần nó lặng, không khởi các niệm, thì tâm thanh tịnh. Bởi vì khởi niệm là nghĩ tốt, nghĩ xấu là tạo nghiệp. Bây giờ hết nghĩ, lặng lẽ trong sạch, đó là thanh tịnh. Thanh tịnh thì nghiệp hết. Từ đó nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình. Chính bản tâm này mới không bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử nữa. Tôi thường hay dẫn câu chuyện vua Trần Nhân Tông khi còn là Thái Thượng Hoàng. Ngài có làm bài phố Cư Trần Lạc Đạo, có nghĩa là ở cõi trần mà vui với đạo. Kết bài phú đó, Ngài dùng bốn câu kệ chữ Hán. Câu chót Ngài nói rất rõ ràng: đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền. Tức là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắc thì đừng hỏi chi thiền cho dư. Tại sao? Vì khi tâm không chạy theo cảnh, không dính mắc cảnh, đó là thiền rồi. Như vậy để thấy tất cả pháp của Phật, dù tịnh độ, thiền nguyên thủy hay thiền tông, đều dạy chúng ta tu cho sạch hết nghiệp. Mà nghiệp phát xuất từ ý, cho nên ý lặng, ý được nhất tâm, đó là trong sạch. Trong sạch thì được thấy Phật, được chứng quả, được thể nhập hoàn toàn pháp thân. Chuyện tu rõ ràng như vậy, không có gì nghi ngờ nữa. Tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc. Bậc thứ nhất là dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, bậc thứ ba là sạch nghiệp. Quý Phật tử muốn tu dừng nghiệp, trước phải phát tâm quy y, nguyện giữ năm giới, để đừng sa vào hố tội lỗi. Chặn đứng không sa vào hố tội lỗi rồi, cái đó mới tiến qua bước thứ hai là làm lợi ích cho người, tạo phước lành cho mình. Đến giai đoạn thứ ba, chúng ta biết tất cả nghiệp từ ý mà sanh. Cho nên mình dừng niệm, thanh lọc tâm ý trong sạch là làm cho sạch nghiệp. Sạch nghiệp thì được giải thoát sanh tử. Phật tử giữ được năm giới thì hiện tại trong gia đình hòa vui, trong xã hội mình là người lương thiện, tốt đẹp. Đời sau do không phạm giới sát sanh nên tuổi thọ dài, không phạm giới trộm cướp nên giàu có, không phạm giới tà dâm nên đẹp đẽ trang nghiêm, không phạm giới nói dối nên nói năng lưu loát, ai cũng tin quý, không phạm giới uống rượu xì ke ma túy nên trí tuệ minh mẫn. Tu theo pháp ấy gọi là nhân thừa Phật giáo, tức đời này là người tốt, đời sau càng tốt hơn. Sang bước thứ hai, làm 10 điều lành gọi là tu thiên thừa Phật giáo, tức tiến thêm một bậc nữa. Công đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn nên được sanh các cõi trời. Đó là bố thí nội tài. Như vậy người nghèo cũng có thể bố thí vậy. Hoặc khi ra đường, quý Phật tử thấy một cụ già lụm cụm muốn băng qua đường mà xe cộ nhiều quá qua không được, mình cầm tay cụ đưa dùm qua đường, đó là bố thí nội tài. Còn như người tu không có nội tài ngoại tài thì bố thí pháp, đem pháp nói cho quý Phật tử nghe, giúp Phật tử nhận rõ chánh tà, thế nào là đạo đức, thế nào là phi đạo đức, giúp quý Phật tử hiểu sống và ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống để thân tâm luôn được an vui. Đó là bố thí pháp. Như vậy ở thế gian ai cũng có thể bố thí cả, chứ không phải chỉ giàu mới bố thí được. Còn pháp cũng đâu chỉ hạn cuộc người tu mới có thể bố thí. Quý Phật tử hiểu đạo rõ ràng rồi, thấy ai làm sai làm trật mình nhắc họ, chỉ cho họ sửa đổi, cũng là bố thí pháp. Như vậy tất cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí pháp hết, chứ không phải riêng người nào. Thứ ba là bố thí vô úy. Vô úy nghĩa là sao? Là không sợ. Ví dụ có người bệnh trầm trọng, có thể qua không khỏi, mà họ sợ chết quá. Bây giờ mình giải thích cho họ hiểu, con người sinh ra, có sinh, ác phải có tử, không ai thoát khỏi. Hoặc tử sớm, hoặc tử muộn thôi. Bây giờ anh hay chị đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, chứ có ai ở lại mãi được đâu. Chúng ta an ủi giúp họ bớt sợ hãi, đó là bố thí vô úy. Hoặc như có đứa bé ban đêm đi trên những đoạn đường vắng quá, nó sợ ma thì mình đốt đuốc, nắm tay dẫn nó về nhà, đó là bố thí vô úy.
nhiều lắm, không biết bao nhiêu việc để chúng ta làm. Trong những hạnh bố thí này, ai ai cũng có thể làm được, chứ không phải riêng quý thầy quý cô mới làm được. Cho nên người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn ba nghiệp thân, miệng, ý của mình, chứ không phải tu chỉ biết ăn chay, chỉ biết đến chùa cúng Phật là đủ. Ngày xưa ở Trung Quốc vào đời Đường có một vị thiền sư, người ta chưa biết ngài tên gì, nhưng thấy ngài trèo lên chán ba cây, chặt nhánh kết lại thành chỗ ngồi giống như ổ quả. Ngài tọa thiền trên đó, nên người ta đặt tên ngài là Ô Sào Thiền Sư. Ngài tu được ngộ đạo, ai nấy biết tin đều đồn đãi khắp. Lúc đó có một nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị, rất hâm mộ Phật Pháp, nghe danh ngài ông tìm tới. Thấy ngài ngồi trên chán ba, ông đứng ở dưới chắp tay hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin ngài dạy cho con pháp yếu văn tắc nhất để con tu. Ngài liền nói bài kệ: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghe như vậy, ông cười: Thưa ngài, bài kệ này đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc nữa, nói chi con? Ngài trả lời: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 làm cũng chưa xong. Đó, quý Phật tử thấy chưa? Câu trả lời của thiền sư cảnh tỉnh chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể không làm các điều ác lớn, chứ điều ác nhỏ vẫn phạm. Điều lành nhỏ đã làm, nhưng điều lành lớn cũng chưa làm được. Rồi tâm ý mình đã thanh tịnh chưa? Điều này thật khó, chứ không phải dễ. Cho nên nghe qua thì đơn giản, nhưng ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì không phải là dễ. Cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi, phải dè dặt canh chừng tâm của mình, canh chừng miệng của mình, canh chừng hành động nơi thân của mình, đừng cho nó hoặc vô tình hoặc cố ý tạo những điều tội lỗi. Lẽ thực là như vậy. Cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn kẻ khác. Phải nhớ nhìn lại xem lời nói mình có ngay thẳng chưa, ý nghĩ mình có chân chánh chưa, để từ đó lo tu sửa lấy mình. Như vậy mới gọi là người tu. Đa số Phật tử bây giờ nhìn mình ít mà nhìn người thì nhiều, phải không? Người ta làm quấy làm ác, khi chết họ đọa địa ngục, chứ đâu phải mình đọa địa ngục. Can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn người ta hoài. Nhìn người dễ sanh ra bệnh hay phê phán, mà phê phán chắc gì đã đúng. Nên tục ngữ ta có câu: suy bụng ta ra bụng người. Hễ ta không muốn thì người cũng chẳng ưa. Điều này đúng không? Có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Thí dụ kẻ gian tham trộm cướp, họ nghĩ những người hiền cũng như vậy. Còn người hiền lương đức hạnh cho rằng ai cũng hiền lương đức hạnh hết thì đúng chưa? Đó là cái nghĩ sai lầm. Như vậy ở đời chúng ta đừng chủ quan, phải biết rằng những gì mình làm mình chịu trách nhiệm và cố gắng chuyển đổi nếu nó xấu, đó mới thành công. Còn chuyện của người khác làm, người khác nghĩ thì họ sẽ có quả riêng của họ. Mình bận tâm lo chuyện của họ chi cho mất thì giờ vô ích. Nhưng thường thường chúng ta có bệnh hay dòm ngó chuyện của kẻ khác. Chẳng những dòm ngó mà còn cố tình nghe lõm chuyện của người ta nữa. Thấy ai nói rù rì muốn ghé lại nghe coi họ nói cái gì. Nghe rồi liền nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Thử hỏi làm sao ba nghiệp thanh tịnh được? Ba nghiệp không thanh tịnh thì mong chi được giải thoát. Tôi nhắc lại câu chót trong bài kệ của vua Trần Nhân Tông: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là đối cảnh mà tâm mình không có niệm khởi, không dính mắc, đó là thiền vậy. Nên người tu thiền là người đối với mọi cảnh không bị nhiễm, không bị dính, không bị kẹt. Cho nên quý vị thấy hình ảnh Phật Di Lặc có 6 đứa nhỏ vây quanh, đứa móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa thọt lép, nhưng ngài vẫn cười. Tại sao? Vì ngài đã tự tại không còn dính mắc. Mấy đứa bé đó tượng trưng cho 6 trần ở bên ngoài. Móc lỗ tai là thinh trần, móc lỗ mũi là hương trần, móc con mắt là sắc trần, vân vân. Nó quấy nhiễu mà ngài không dính mắc, bởi không dính mắc nên ngài là Bồ Tát. Chúng ta thì dính mắc đủ cả, nhiều nhất là lỗ tai và con mắt. Lỗ tai nếu nghe người ta chửi không thèm để ý là dễ, hay vừa nghe người ta chửi liền tức giận là dễ. Nghe chửi mà không thèm để ý là hết sức khó. Còn nghe người ta chửi mà nổi giận lên thì con nít cũng làm được mà. Như vậy quý Phật tử đừng sợ người ta nói nặng nói nhẹ mình. Khi nghe nói nặng nói nhẹ mà mình bỏ lơ không thèm dướng mắt, đó không phải là thua, mà chính nhờ đó sau này người ta mới kính mình,
Còn nếu mình tranh hơn với nhau, cãi cho lanh, cãi cho thắng, thì sau này người ta cười chứ không có gì hay hết. Nên nhớ, người có đạo đức không tranh giành hơn thua, quan trọng là mình phải thắng mình. Một ý niệm xấu mình liền biết, chặn nó lại. Một ý niệm tốt mình liền biết và cho nó tăng trưởng. Tu như vậy mới hay, chứ không phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay. Chúng ta có bệnh, khi nói về mình chỉ toàn nói tốt và giấu cái xấu. Tại sao giấu cái xấu? Vì không muốn bỏ, không muốn chừa nên mới giấu. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, cái gì xấu, cái gì dở thì phải thấy cho tường tận để chừa bỏ. Còn người khác mình chưa đủ khả năng giáo hóa họ thì thôi, đừng bày chuyện nói qua nói lại cho thêm phiền. Đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. Như vậy bài giảng hôm nay tôi chỉ cần kết thúc bằng 4 câu kệ: đừng làm các điều ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. Mong quý vị nhớ bài kệ này để việc tu có kết quả tốt đẹp. Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp. Những điều phái nữ cần biết. Bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần tránh, cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến sức khỏe và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình, không vì mù mờ, ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. 1. Không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm tổn thương thận, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chẩn trị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó, do quá xấu hổ nên họ không dám thổ lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi, thú nhận rằng từ thuở còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc với văn hóa đồi trụy và phim ảnh xét, nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏa dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhúm, mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh cằm, vì vùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thần khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét vàng. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai, vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp, nhưng tôi khẳng định hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống quan trọng nhất là tâm ý, nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo, song chẳng hề biết rằng hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm hại thể xác còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. 2. Không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35, vào thập niên 1970 đến 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra, nếu phá thai 4 lần
thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay đa số các cô mang thai thường bị cắt trứng, sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng. Như tôi vừa liệt kê ra, phải gọi là bệnh vì dù các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe, chịu lấy hậu quả này. 3. Không nên ăn mặc hở hang. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn giận hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai dây hoặc thiếu y phục nào mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rốn, đùi, vân vân ra ngoài. Cho dù mặc áo hay quần, các cô vẫn luôn khoái cho hở rúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng, eo, hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơi hết các yếu huyệt ra ngoài. Vào mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, khoe đùi ra ngoài. Cho dù là có băng vớ dày đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơi ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe nét mỹ lệ, có phải không? Tôi thấy cô nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc rất hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai, ngực đều phơi hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô hắt xì liên tục. Để bớt lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn dần kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến hai ba lớp, nên bản thân họ đã an toàn, lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này các cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn dần hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô nào muốn tỏa sức thu hút kiêu gợi, ưa khoe body thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang, lộ thể như thế đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo, với tư cách là một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ, nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài. Do thân toát mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện nay trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đâu? Từ huyệt đại chùy sau lưng cô. Đại tức là đại trong lớn nhỏ, chùy là dùi của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại chùy, đi thẳng vào nội thể cô, trực tiếp gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu hai dây hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rốn. Đạo quy chúng ta luôn cho rằng dùng dưới rốn đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở, khoe hai đại huyệt này ra ngoài,
Chưa kể phía sau lưng còn có quyệt mệnh môn cũng bị phơi ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh. Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn. Khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó khăn, khó tồn tại. Do các cô khoái để hở các dụng bụng, rốn, eo, lưng nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh, sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được sau 7 tháng đi nữa vẫn hay gặp cảnh sảy thai đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí tích tụ trong thân các cô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hướng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch đồng bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh gan thận bị bế, mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bướu, bụng bị viêm. Còn một chứng cạn nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch giảng dạy cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa châm cứu ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi đa số những người già trên 80 tuổi đều phải ngồi xe đẩy, nhưng không ngờ nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tuyên dương sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thảy đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn vàng ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45 họ sẽ đi đứng khó khăn, không còn nhanh nhẹn, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. 4. Không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình, sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục, nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu: tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ, là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc, gây tổn hại cho những cô bất khiết hay quan hệ nam nữ bừa bạch. Thế thì mức độ tổn thương ra sao và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi độc, còn nói theo hiện tại thì là bướu cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bướu tử cung cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi, lúc theo học y khoa và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cái điểm tụ tập, bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rửa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rửa cổ tử cung chính là tử cung bị bướu, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tuân hoặc gì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng tình dục thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mời và rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói ra
thì rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị. Những điều phái nam cần nên biết. Hỏi: thủ dâm có phải là tà dâm chăng? Thủ dâm mặc dù không nguy hại đến người khác, nhưng cũng là một loại tà dâm. Lý do như sau: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người học Phật đều biết rõ điều này. Trên thân mỗi cá nhân đều có thần giám sát. Người nào sống càng chánh trực, thiện lương thì được hộ pháp Thiên Long hộ vệ càng nhiều. Được thần linh ủng hộ thì họ làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi. Mà thủ dâm là tự làm việc nhơ quế, khinh lần thần linh nghiêm trọng, lâu dần thần hộ pháp cũng lánh xa họ. Lúc này thì bệnh quái, quỷ, mị, tà khí liền bắt đầu xâm nhập vào thân thể họ. Trung y nói, thân có chánh khí, tà chẳng dám quấy phá, là rất có lý đó. Rất nhiều người sau khi nhiễm thói xấu, thủ dâm rồi, thường hay bị cảm mạo, thậm chí mũi bị viêm, vân vân. Đây là biểu hiện chánh khí không đủ, dẫn đến tà khí xâm nhập. Hỏi: thủ dâm có nguy hại gì? Thứ nhất, nguy hại của thủ dâm đối với thân thể hiển lộ rất chậm, nên đương sự tưởng là không có gì. Người trường kỳ tự thỏa dục thì lực đề kháng rất kém, dễ bị cảm, còn bị viêm mũi, viêm họng, vân vân, mãn tính. Nếu phát hiện sớm, dễ cảm hơn người chung quanh, hơn nữa chứng càng luôn nặng hơn người khác, thì cần phải chú ý. Đây là tín hiệu dự báo tác hại của thủ dâm. Thứ hai, nếu cứ tiếp tục hành vi này sẽ khiến nguyên khí hao tổn, phát sinh các chứng suy nhược thần kinh. Tình trạng điển hình là tinh lực không đủ, dễ mệt mỏi, đuối sức, trí nhớ suy trầm trọng. Thứ ba, nếu đến lúc này mà vẫn chưa ý thức được tầm nguy hại của thủ dâm, vẫn còn sa lầy lún sâu trong thói xấu đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Những tác hại biểu hiện như sau: một, thần hư nghiêm trọng dẫn đến viêm tiền liệt tuyến. Người bị bệnh này đa số do trường kỳ thủ dâm, túng dục mà tạo thành. Hai, nam tính bị suy thoái biến chất, dễ xuất tinh, di tinh, gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân sau này. Ba, dễ bị chứng điên cuồng, trầm quất, nặng thì phát triển thành bệnh thần kinh phân liệt. 4. Thần bị tổn hoại dẫn đến bệnh viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu. Hỏi: vì sao có người ưu thủ dâm, có người không? Người ưu thủ dâm là do nghiệp lực diêu cảm, cũng có nghĩa rất nhiều đời trước hạt giống dâm quế lưu sâu trong tàng thức nên mới phát sinh hành xấu này. Những người phạm tà dâm đời này đa số tiền kiếp cũng từng phạm dâm, nay còn lưu lại tập khí xấu. Theo mệnh lý học thì gọi những người này là phạm đào hoa, rất đúng. Có thể nói là họ sinh ra đã có sẵn tâm dâm rất đặc. Nếu như đời này không lo đoạn trừ thói xấu, không lo quân bồi đức hạnh, không chịu phát nguyện dỡ dâm triệt để, thì thói xấu kia sẽ gây nguy hại cho họ đến đời sau. Hỏi: vì sao các bạn học quanh tôi thủ dâm nhiều mà thấy đa số vẫn khỏe mạnh tốt tiếng? Đáp: mỗi một cá nhân có nghiệp lực bất đồng nên tình huống cũng bất đồng, song họ vẫn bị ác tập thủ dâm gieo hệ lụy, gây ảnh hưởng xấu trầm trọng. Có điều do mức độ nguy hại này phát chậm nên người ta không nhận ra thôi. Giả như có người mỗi ngày thủ dâm một lần thì chưa đến 2 năm thân thể sẽ phát sinh vấn đề, nhất là trước 18 tuổi mà thường hay tự thỏa dục, do thân thể phát triển chưa đủ nên ảnh hưởng xấu càng nặng, có hại đến việc phát triển thân tướng. Tôi đề nghị tốt nhất xin quý vị hãy giới trừ thủ dâm triệt để, nếu không sẽ lưu toàn hạt giống xấu trong tàng thức, gây hại cho thân tâm đời này lẫn đời sau. Tật xấu ấy không khác gì hút ma túy, phạm một lần thì muốn tái lập, bị nghiện rồi thì sẽ chuốc nguy hại to, khiến phúc lộc quyền đều bị quỷ tổn giảm. Hỏi: Tây y chủ trương thủ dâm là vô hại, ngài thấy thế nào? Có thể do bác sĩ vì an ủi người bệnh không muốn tạo thêm áp lực cho họ
nên nói vậy thôi. Chứ thực sự thì khi một cá nhân thường xuyên thủ dâm, họ cứ nghĩ là không có ai phát hiện. Nhưng thực tế trong mỗi nhà đều có thần thổ địa và rất nhiều chư thần chuyên giám sát dân gian đều nhìn thấy hết và ghi rõ đương sự phạm tội ngày giờ nào. Chưa kể là bên thân mỗi người còn có rất nhiều thần hộ pháp, còn có vô lượng ác quỷ ở rải rác nơi chỗ cư trú của họ. Cho nên ngay lúc người đang thủ dâm sẽ bị thần linh khinh bỉ, chê cười. Đồng thời họ còn bị vật thể âm thừa dịp xâm nhập vào thân, quấy rối, khiến tư duy họ bị lệch lạc ngu si, xảy ra nhiều vấn đề không tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người thủ dâm dính đủ loại bệnh về thân lẫn tâm. Chưa kể là có vô số bệnh độc dành sẵn cho người phóng túng tình dục, ưa dâm loạn. Nhiều người cho rằng họ không hề lăng nhăng, ngoại tình hoặc tìm gái điếm qua đêm, mà chỉ giải trí bằng đồ chơi tình dục hoặc bầu bạn cùng búp bê tình dục. Họ không biết rằng các căn bệnh lậu, xui màu gà, sida, giang mai đều là ác báo của việc lạm dục tà dâm. Điều này giải thích vì sao có người vừa tìm gái chỉ mới qua đêm rồi thì bị bệnh, thậm chí dù họ chỉ hành tà hành ái ân cùng búp bê tình dục thôi, vậy mà cũng bị dướng bệnh lậu, bệnh viêm đường tiết niệu vân vân. Thời nay còn có thêm nhiều bệnh lạ ập đến, sắp tới sẽ có bệnh ung thư bộ phận sinh dục, ung thư dương vật. Cho nên xin hãy nhớ câu bình thường không làm việc xấu hổ, nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa. Còn nữa, do tác hại của việc thủ dâm hiển lộ rất chậm nên đa số không phát hiện ra. Bởi không nhìn thấy mình bị ảnh hưởng gì đáng lo nên họ cứ lầm tưởng là thủ dâm vô hại. Nếu cứ trường kỳ thủ dâm thì một khi ác bệnh bùng phát, công phá thân tâm, lúc đó không muốn cứu vãn cũng đã quá muộn. Tinh khí giúp tăng sức mạnh cho tinh thần, mà người tự làm thất thoát tinh khí thì sẽ trở thành một bị thịt vô trí, ngu si. Tinh khí là tinh hoa huyết dịch, theo đông y còn gọi là thần thủy, là nguồn dịch nuôi tủy não, giúp duy trì sức khỏe cực kỳ tối ưu cho cả nam lẫn nữ. Nếu bạn luôn giữ mình trinh khiết thì chất dịch này sẽ nuôi tốt tủy não, khiến bạn cực kỳ thông minh, sáng trí. Thế nên người trường kỳ tà dâm, thủ dâm là tự làm tổn thương mình nghiêm trọng. Họ thường có tinh thần uể oải, sắc diện không tốt, thần bị hư hoại, sức khỏe suy đồi, do dịch tủy bị tiết ra ngoài nhiều nên xương bị rỗng, xốp, dễ gãy. Hỏi: tôi không tự thỏa dục nhưng có ý dâm, như vậy có sao không? Điều này gây hại không nhỏ. Chúng ta phải nhận thức được tà dâm là ma tính. Hằng ngày nếu toàn nghĩ tưởng chuyện dâm, lâu dần sẽ bị trúng tà, tà ám. Có người còn bị bệnh thần kinh. Quá trình nuôi dưỡng ý dâm cũng làm thất thoát tinh khí thần, lâu dần sẽ gây tổn hại nhiều cho thân tâm, phải cẩn thận. Hỏi: nếu trường kỳ thủ dâm dẫn đến hậu quả bị viêm tiền liệt tuyến nghiêm trọng thì phải làm sao? Tình trạng này xảy ra rất nhiều, có thể dùng cách chữa trị như sau. Đầu tiên phải giới trừ tất cả hành vi tà dâm, ngay cả nghĩ tới cũng không được nghĩ. Sinh hoạt vợ chồng cũng tạm thời đình chỉ, tốt nhất là một năm trở lên. Nghe thì quá nghiêm và khó, thực ra cuộc sống có nhiều thú vui vô hại, thanh cao nhiều hơn. Nếu bạn chịu khó tu tập tinh tấn thì lòng dâm và ý dục sẽ dần tan, nên đặt tâm ý vào công phu. Thứ hai, hãy in các sách thiện quảng bá nhân quả và khuyên dứt tà dâm. Bạn khuyên được một người giới dâm thì sẽ giảm bớt một phần tội tà dâm, như thế phúc báo bạn sẽ mau chóng phục hồi. Hỏi: vì sao tôi bị bệnh viêm tiền liệt tuyến, uống thuốc rất nhiều mà không lành? Nguyên nhân là do phúc báo bạn quá ít mà bạn tạo duyên lành hỗ trợ quá kém. Cần tu sửa và quảng bá việc giới dâm thì sẽ có kết quả tốt. Chuyện tu sửa mà tôi nói đây chính là nguyện dứt ác hành thiện, nghiêm trì giới luật, tụng kinh sám hối, cương quyết từ bỏ mọi lỗi xấu, thệ bỏ mặn ăn chay. Ăn chay còn giúp thân thể khang kiện, dễ thân tâm quả dục. Hỏi: làm sao giới trừ tà dâm, thủ dâm? Bởi vì thủ dâm thường dẫn đến bệnh thần kinh suy nhược, trầm uất,
bệnh này thường phát nặng vào hai mùa thu đông. Nguyên nhân phát bệnh là do thủ dâm dẫn tới thần hư. Thần hư khiến lực đề kháng yếu, còn bị vật thể âm xâm nhập vào thân quấy rối, dẫn đến hay suy bậy nghĩ rằng. Cần nhận rõ nguy hại của thủ dâm, không nuôi dưỡng và cắt đứt mọi ý tưởng dâm tà. Bạn đừng cho rằng khi bạn thủ dâm sẽ không ai nhìn thấy hay phát hiện ra, vì nhất cử nhất động của bạn luôn có vô số quỷ thần đang nhìn rõ mồn một. Nếu tâm dâm nặng quá, bạn nên tu quán bất tịnh để đối trị, phải kiên trì ăn chay, tụng kinh, chú lăng nghiêm. Hãy dâm niệm vừa khởi thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lâu ngày tâm dâm sẽ tiêu. Bạn còn phải vĩnh viễn đoạn tuyệt hẳn, không bao giờ xem các phim, ảnh, sách báo, sắc tình, kiêu dâm, kích dục. Phải dũng mãnh tự chủ, lánh xa các trang web xét đồi trụy, quyết không nhìn, không xem, và hãy khuyên người đừng xem. Muốn giới dâm thành công thì tiếp theo nên tu pháp môn như sau sẽ giúp bạn giữ giới tốt và sớm phục hồi sức khỏe. Hàng ngày tụng 21 biến chú lăng nghiêm, 108 biến chú đại bi và 1 biến tứ chủng thanh tịnh minh hối. Mỗi ngày nên siêng năng bái Phật càng nhiều càng tốt. Đây là khóa công phu rất hay dành cho người tài gia. Nếu bạn kiên nhẫn hành trì sẽ thấy ma tính tự tiêu, Phật tính dần hiển lộ, đạt được pháp lạc, trụ vị bất thối, tính tâm kiên cố, phúc huệ đều tăng. Những điều tôi nói bạn có thể không tin, nhưng hãy thực hành, tự thể nghiệm thử, rồi sẽ thấy ngay đáp án di diệu. Lời người dịch: Đức Phật từng nói rằng, trên đời có hai hạng người dũng mãnh, hiếm quý, giống như hoa ưu đàm khó gặp. Một là hạng người không bao giờ làm điều ác. Hai là người có tội mà biết ăn năn sám hối, nguyện dứt trừ lỗi xưa. Hai hàng người này rất là quý hiếm, khó có, khó gặp. Thói thường nói lỗi người thì dễ, nhưng tự nhận ra lỗi mình chịu sửa sai là rất khó. Cổ nhân cũng có câu: làm ác mà không muốn người biết là đại ác, làm xấu mà muốn tất cả đều biết, đó là người đại thiện. Bây giờ tôi xin dịch giới thiệu các câu chuyện của những người đại thiện dũng mãnh hiếm quý ngay trong thời đại này. Chính nhờ họ hiểu giáo lý Phật, chân thành thực hành pháp, nên tự nguyện nói thật, sống thật, không dối trá, vừa phơi bày tất cả lỗi lầm bản thân. Chính lòng ăn năn sám hối tha thiết khiến họ muốn đổi mới cuộc đời theo hướng sống tốt đẹp, nên mới không ngần ngại kể hết mọi điều xấu của mình ra. Và cũng vì từ tâm muốn mọi người được lợi ích, không còn phạm lỗi và được hưởng niềm an vui hạnh phúc giống như họ. Bây giờ mời bạn đọc tiếp các câu chuyện giới dâm sinh phúc sau đây, và hy vọng bạn rút tỉa được thật nhiều điều hay từ đó. Tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất: Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sinh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn khuyên thì tôi cứ giới rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với kẻ đần độn ngu ngốc. Sau đó, do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề, làm thợ. Nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm, do quá dở và chậm hiểu nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ giới tà dâm, và đoàn Đại Bi Bạc Khổ đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn gây hại lây cả cha mẹ. Thế là kể từ đó, tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện dứt trừ tà dâm, không những tự cứu mình mà còn siêng năng tham gia công tác quảng bá các thiện thư
và sách Dân Hòa, khuyên người giới tà dâm. Lời thệ xuất phát từ tâm cương quyết buông bỏ thói xấu, nguyện làm người khiết bạch chánh đại quang minh, đã giúp tôi dứt bỏ tật thủ dâm dễ dàng. Số là hồi trước tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, nhưng do lỗi từ thỏa dục mà sức khỏe có vấn đề nên không thể đi. Khi tôi phát thề giới dâm, nguyện làm toàn việc thiện rồi, thì những chuyện may mắn bỗng xảy ra. Có một anh là con bà mẹ tôi, do có chuyện đột xuất nên không thể đi khám sức khỏe đầu quân vào chỗ ngon. Vì vậy mẹ anh liền mời tôi đi thay. Vốn là tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để lọt vào, nhưng lúc đó không hiểu sao người ta lại sắp cho tôi vào đội dự bị quân, cũng xem như là lính, chỉ không mạnh bằng lính chánh quy thôi. Do quá khứ tôi tà dâm dẫn đến tĩnh mạch bị bệnh, cũng đã làm phẫu thuật. Nếu như tôi vào bộ đội chánh quy thì sẽ không kham nổi các huấn luyện cao và nghiêm. Còn được vào đội dự bị, thông thường chỉ trông coi vũ khí, mỗi tháng còn được lãnh 500 đồng mà chẳng bị huấn luyện nghiêm khổ chi. Chưa kể là tôi ở đội dự bị chừng 1 năm thì có thể xung thẳng vào đội chính quy. Nhưng đến lúc đó tôi không còn bị khảo hạch khắt khe mà binh chủng vẫn xếp theo trước đó. Khác chăng là cũng đồng thời bước vào lính chánh quy, xong người ta thì bị xem là tân binh, nhưng tôi lại được xem là lão binh. Dù có làm ban trưởng hay ở lại đội cũng không nhầm chi. Hôm nay tôi viết ra bài này không phải để khoe, mà là muốn nói với mọi người. Trước khi tôi chưa giới tà dâm thì đến đâu cũng bị người khi dễ coi thường. Nhưng sau khi tôi nguyện tu sửa, đổi mới cuộc đời, dù tôi chỉ mới giới dâm chừng vài tháng thôi, thì cơ hội tốt đã đến. Xem như cả địa khu này họ chỉ tuyển 10 nhân viên dự bị, đa số người được chọn đều là con em cán bộ cao cấp. Xét hoàn cảnh nhà tôi thì xem như khó bề giới tới, vậy mà tôi lại được thu nạp dễ dàng, bạn thấy có lạ không? Từ khi phát nguyện tu sửa, hàng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm lành, còn viết bài khuyên người giới dâm, nguyện không xem tất cả văn hóa sắc tình, diễn ly hẳn mọi điều liên quan đến tà dâm. Tôi tinh tấn niệm Phật, giúp người phóng sinh, bố thí, làm nhiều việc thiện, mang tâm tư hạnh phúc kinh an. Tôi nguyện trọn đời trọn kiếp mãi mãi giới tà dâm. Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bạn đọc, mong những ai có thói xấu giống tôi sẽ dũng mãnh từ bỏ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, trên báo tứ ân, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy, nghe, đều phát bồ đề tâm, mạng báo thân này xin về cõi an vui. Chuyện thứ hai. Tôi thi đậu vào 2 trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là bị viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao, bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thích tính, lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn 1 năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp. Nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lũng củng, ác tách, chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, là phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lần đợt. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp, rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ trăm lần
cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm nữa. Bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc phát càng nhiều. Trước đây do bởi bạn hay thủ dâm, là quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh, sức khỏe đều thất bại. Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị ngạt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận. Mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên quan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế? Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ, dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia, cho rằng tà dâm, thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được, vân vân. Điều này rất sai lầm. Mà chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường, là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, quân dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thề nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất khinh an, thoải mái, thái độ ủ rũ nặng chí trước đây không còn. Từng ngày sống như được thái dương chiếu rồi. Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu, trong lòng quang minh chánh đại giống như có thái dương soi rọi nơi tâm. Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thề nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vì bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài văn này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Luật sư X. Chuyện thứ ba. Quay đầu nhìn lại cuộc sống quá khứ của tôi, đa số thường thất bại. Trước đây các cô luôn đeo theo tôi, bây giờ tôi đeo đuổi lại mà họ chẳng thèm lý đến. Tình cờ xem một giấy tà dâm trên mạng,
tôi học được rất nhiều điều hay. Mới hiểu ra, thủ dâm là khiến cả đời bần tiền, làm việc gì cũng thất bại không thành. Trang web giới tà dâm không những tuyên truyền giáo dục, giúp người ta nhận ra nguy hại của tà dâm, hơn nữa còn giới thiệu nhiều điều vi diệu về chú Lăng Nghiêm. Tôi vốn là một kẻ vô thần, mới đầu chỉ mang tâm thái xem thử, hành thử mà thôi. Hàng ngày trước khi ngủ, tôi chịu khó tụng một biến. Mặc dù không hiểu rõ câu văn từ ngữ, nhưng ai ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Bây giờ hầu như tôi rất khó có tư tưởng tà dâm với phái nữ. Mỗi khi tình cờ, khi xem các cảnh quay set hở hang nơi truyền hình hay trong phim, lòng tôi cũng không có cảm giác gì. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị bệnh vô cảm, nhưng sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo lường mức độ nam tính, bác sĩ mỉm cười bảo tôi rất khang kiện, bình thường về mọi mặt, nên tôi an tâm. Trước đây mỗi lần thấy mấy cô gái xinh đẹp là tôi khởi ưa thích dòng độc, nhưng bây giờ trong tâm hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng tà dục nào, tôi chỉ thấy là họ đẹp mà thôi. Tôi đã phát thề giới tà dâm, sống thanh khiết từ tinh thần đến thể chất. Tính đến giờ đã giới dâm được 1 tháng, mà nói là giới cũng không phải, vì khi lòng không còn dung chứa hay tồn động ý dâm thì hành vi xấu này hết chỗ để phát sinh. Tâm tôi không còn muốn điều ấy nữa, nên giới tự nhiên thành. Hôm nay tình cờ đo lại chiều cao, mới thấy có tăng thêm. Bây giờ tôi đã cao hơn 1m8. Còn nữa, dù chương trình học tại nước Đức được nhìn nhận là khó, ngay cả sinh viên bản địa cũng khó khăn, vậy mà tôi thi đậu với điểm rất cao. Điều này khiến tôi vô cùng hoan hỷ. Tuyệt hơn nữa là công việc bây giờ đang tiến triển thuận lợi. Đã có mấy người bạn giới thiệu tôi làm phiên dịch cho các công ty kinh doanh lớn, vì tôi rất giỏi ngoại ngữ, biết trên 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nhớ lại trước đây lúc còn thủ dâm, do hành vi này khiến tôi bị tổn phúc báo, nên đi tìm công tác rất khó khăn, đến mức tôi chỉ có thể làm thông dịch viên đài hạ giá nơi cái quán ăn mà thôi. Nhưng từ khi tôi thệ nguyện giới tà dâm, quyết tu tỉnh học Phật rồi, thì lại tìm được chỗ làm rất ngon, lương cao không ngờ. Ít nhất tôi cũng có thể kiếm được 10.000 euro cho mỗi tháng. Sau khi tu học Phật, nguyện làm người thiện lành rồi, thì cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể tôi rất cáng kiện, dung nhan rạng rỡ. Khi chơi đá banh, lúc người khác đã bệt bò ra, thì tôi vẫn còn sung sức, chưa thấy gì. Trí nhớ cũng trở nên cực tốt, bởi tôi có xem chi, chỉ lướt qua là đã nhớ đến 8/10. Vừa nhìn là nhớ ngay. Hiện tại tôi rất vững tin rằng mình có thể tốt nghiệp mỹ mãn, học theo kịp các bạn, dù trước đây họ đã vượt qua tôi rất xa. Chính nhờ vào giới tà dâm mà tôi đã phục hồi nhân thân, phẩm cách tốt, sống xứng đáng trong kiếp người và có thể sáng tạo tương lai sáng lạng theo ý mình, nhờ vào việc không ngừng tu bồi đức hạnh. Xin chân thành chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cùng bạn. Mong bạn hãy từ bỏ tất cả tật xấu. Hỡi các bạn nam nữ, xin hãy cương quyết giới tà dâm cùng chúng tôi. Du học sinh A, 15/3/2016. Kinh nghiệm tuyệt diệu về giới dâm. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Hồi nhỏ tôi cũng là một bé gái thông minh lanh lợi khả ái. Nhưng do không hiểu báo ứng nhân quả, không được giáo dục tốt và chưa thấm nhuần Phật Pháp, nên ngay từ 6 tuổi tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật quân quen. Một ngày phải giải quyết 2 lần. Lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chứa đầy ý tà. Thời tiểu học thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao. May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào ban tin anh, nhóm tin qua anh tài. Song dù tôi có dựa vào hàng ngũ này thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó khăn. 11 tuổi vậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa. Do trường thì thủ dâm
khiến tôi bị quỷ dung. Tâm lý hầu như bị nam quá. Tướng mạo nhìn giống như bà đàn ông, nam bà khi đi trên đường. Mỗi khi thiên hạ dòm, họ không phân rõ tôi là nam hay nữ. Thêm phần tôi nói năng rỗng rãng, ngôn hành cử chỉ giống như nam nhân, dung nhan trông quái lạ, khó coi, nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết. Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú, tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp. Tất nhiên là lực bất tòng tâm. Bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp, thật sang, đúng theo mốt thời thượng, nhưng vẫn cứ xấu xí khó coi. Tại trung học, tôi rất ưa xem văn hóa đồi trụy và đĩa đen, nên càng kích thích tâm tà bộc khởi, tạo dịp cho thói thủ dâm càng bành trướng mạnh. Hễ đã phát là khó tự khống chế. Tôi thường đợi người nhà ngủ hết rồi mới lén mở đĩa xét ra xem. Tất nhiên là dâm tâm theo đó bùng phát, là phải tìm cách giải quyết. Cuộc sống tà dâm đem lại dần rủi cho tôi liên tục. Tôi dám xác quyết và chắc chắn điều này vì đã có kinh nghiệm bằng chứng hẳn hoi. Thời trung học tôi quen biết và giao du toàn những kẻ có tâm dâm nặng. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy mà cả ngày chúng tôi toàn sổ ngôn tình, dâm ngữ, thốt toàn lời tục tiểu, thấp hẹp. Mà mỗi khi nghe đám bạn xấu nói tục, kể thuật các câu chuyện chứa đầy nội dung dâm ô, thì tôi cảm thấy hết sức thích thú. Nhưng mới nhờ gia đình tôi càng phong kiến bảo thủ, lễ giáo khó khăn, nên tôi không dám buông thả, tìm nếm vả cấm hay duyệt trào cùng người. Đây chính là điều may mắn duy nhất trong cuộc sống bất hạnh của tôi. Người có dâm tâm nặng thì âm khí thịnh, lòng chứa đầy tà trược u tối. Do vậy mà dần dần tôi biến thành kẻ sức láo, ngang ngược, sống theo kiểu mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, không biết tôn trọng người lớn và có tính kiêu ngạo cực kỳ. Hễ phát ngôn là nói toàn lời chua cay, khắc nghiệt. Ở trong trường tôi hay chọc tức giáo sư, về nhà thì cự cãi cha mẹ, nghĩa là tôi gieo toàn hạt giống bất thiện, xấu ác. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đầu đại học, nhưng chẳng lưu tâm đến sự nghiệp tương lai chi, không biết nắm bắt cơ hội tốt. Suốt thời gian hoàng kim của tuổi thanh xuân, cả ngày tôi toàn mơ mộng hảo, đắm chìm trong thủ dâm, giao du luôn thay đổi bạn. Có thể nói tôi để thời đại học trôi qua trong uổng phí. Lúc đó tôi đi học thường xuyên cảm thấy bị áp lực, vào phòng thi hay quay cốp bài, có lần bị bắt gặp, suýt nữa thì hỏng việc. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đi làm, nhưng công tác bị thay đổi luôn, thường lãnh lương thấp hơn người khác, hay bị đồng nghiệp cư xử xấu tệ, chỗ chỗ đều gặp khó khăn, khiến tôi hầu như suy sụp. Dù cuộc sống rơi vào thống khổ như địa ngục, tôi vẫn chưa biết thức tỉnh, cứ một bề ngu muội bám vào thủ dâm để tìm vui, còn cho rằng hành vi này sẽ giúp tôi xả stress, giải tỏa áp lực như đa số các bài viết trên mạng khuyến khích. Nhưng kết quả tôi thu được chẳng khả quan, mà chỉ khiến tôi ngày càng xa lầy, chìm xuống vực sâu khó thể ngoi lên. Tướng mạo của tôi càng lúc càng thô tục khó coi, thậm chí bị người chê, nhìn tôi giống như yêu tinh. Tôi làm nhân viên công chức, song hay bị chèn ép, bị cấp trên đãi ngộ không tốt, luôn gặp chuyện hao tài. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày, nhưng thường gặp khó khăn trở ngại. Đi đâu cũng đụng phải người xấu hay kẻ tiểu nhân. Lúc tổng kết cuối năm thì luôn bị đánh giá năng lực thấp. Dù tôi làm việc gian lao, nhưng chưa bao giờ được khen thưởng hay đề bạt. Tôi mang hình dáng bà đàn ông thô tục đến hai mươi mấy tuổi, nếm đủ khổ sở chua cay, về tình duyên lại càng bạc phần xui xẻo. Gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa nếm được mùi vị ái tình thơ mộng, chứ bao giờ nếm qua cảm giác được nam nhân yêu chiều đối xử chân tình là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cặp có đôi, riêng mình đi về thui thủi, đơn thân chiếc bóng, trong lòng tôi buồn không kể xiết. Chứng kiến cảnh các bạn gái
được người yêu cưng chiều, còn mình thì sống trong cô lẻ, tinh thần càng bị đả kích khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, dẫu tôi có gặp tình duyên kia thì cũng giống như bọt nước tan mau, lại còn gặp toàn bọn nam nhân xấu nết, vì họ đối với tôi vô cùng tệ, toàn là hàng đa dục, không thực lòng. Dù có ngọt ngào thì cũng chỉ là giả dối trên đầu môi. Họ khiến tôi càng thêm thất vọng, chuốc lắm sầu buồn khổ tâm. Có thể vì vậy mà tôi bị chứng thần kinh suy nhược, ký ức ngày càng sa sút, đối với cuộc sống càng lúc càng chán nản. Cả ngày tôi ru rú trong nhà, không thiết làm gì. Gần 30 tuổi, nhưng cuộc sống tôi vẫn ôm một bụng chứa đầy ý dâm, nên tôi hay tự thỏa dục, còn cho đây là thú tiêu khiển mang lại niềm vui lớn nhất, vì vậy mà cứ chìm sâu trong mê muội u tối. Lúc 27 tuổi, tôi cũng dính vào tình yêu. Tuy tôi có lòng, song đối tượng lại hững hờ, mà nếu có thì họ chỉ muốn đùa bỡn lường gạt, khiến tôi thêm tổn thương thôi. Tình lang luôn khiến tôi khổ sầu đến nỗi đêm đêm nước mắt đầm đìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi gặp toàn giận rủi liên miên, nhưng cứ ngỡ là tài vận tốt của mình chưa tới, nên ngày ngày ngóng cổ chờ may mắn đến. Đâu biết rằng tất cả vận tốt đã bị tôi hủy hoại bằng hành vi thủ dâm tự phá đức của mình. Chỉ sau khi biết đạo, học Phật pháp rồi, tôi mới bừng tỉnh và ngộ ra điều này. Có lẽ trời cao còn thương xót, nên tôi được may mắn gặp Phật pháp, được học giáo lý Phật và hiểu ra trăm hành hiếu đứng đầu, vạn ác dâm là tội lớn nhất. Khi tôi đã hiểu rõ, chính thủ dâm đem lại cho mình nhiều ác báo và chiêu dời dần rủi liên miên, thì ngay đó tôi tỉnh ngộ, dũng mãnh hạ quyết tâm, thề từ đây vĩnh viễn dứt trừ tà dâm, không bao giờ thủ dâm nữa. Việc làm đầu tiên là tôi tẩy chay tất cả văn hóa xét, lập tức xóa sạch hết những hình ảnh truyện phim dâm quế trong điện thoại di động. Ở trước Phật, tôi long trọng phát hệ, từ nay vĩnh viễn từ bỏ thủ dâm, nguyện giữ giới không tà dâm nghiêm nhặt. Thật là tôi chỉ mới giới dâm trong vòng một năm ngắn ngủi, thì tướng mạo dần thay đổi đến độ bạn bè xúm nhau hỏi tôi: "Có phải bạn đã đi mỹ viện chỉnh dung?" Khiến tôi thực sự ngạc nhiên và bỗng thấm thía cái câu tướng và tâm tạo. Kể từ sau khi giới dâm rồi thì tâm tư tôi ngày một tốt lên, làm việc chi cũng khâm nhận giỏi và có được lực tập trung rất mạnh. Trí nhớ cũng phát huy, tôi làm việc đạt kết quả tốt nên hay được cấp trên khen thưởng, còn đề bạt tôi thăng chức. Từ đây mọi việc hanh thông, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời. Thật không ngờ việc giới dâm cũng giúp tôi giải trừ hết mọi u ám tối tăm. Cõi lòng tôi bắt đầu được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mối quan hệ giữa tôi cùng mọi người trong gia đình trở nên tốt lành. Bởi tôi đã hiểu, trăm thiện hiếu đứng đầu và thủ dâm chính là tự hại mình, còn làm tổn thương lây đến phụ mẫu. Vì vậy trước Tam Bảo, tôi chân thành sám hối tất cả tội lỗi trong quá khứ, nguyện phụng thờ song thân và kính Phật. Sau khi giới dâm được 2 năm, thì tôi gặp một người yêu lý tưởng, một tình lang rất tốt tính và đức độ. Anh hết lòng yêu thương tôi, chẳng bao giờ làm tôi buồn. Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ổn, hạnh phúc. Ngoài ra tiền tài cũng bắt đầu phát. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tôi đã gặp cơ hội đầu tư tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Chính việc giới dâm đem lại cho tôi sự thay đổi cực lớn và vận may ngoài sức tưởng. Tôi làm việc rất có uy tín, luôn được người tin, cấp trên thường cất nhắc đề bạt cho tôi thăng chức. Vì vậy mà đường quan lộ của tôi cứ thăng tiến. Việc đến đây, tôi chỉ còn biết cảm tạ chư Phật, Bồ Tát đã gia trì. Vì nhờ Phật Pháp mà tôi biết cải thiện, biết tu sửa thay đổi tâm tính, nguyện đoạn trừ tất cả tật xấu. Tôi nguyện đời đời làm người tốt, sống không làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm. Và kể từ giây phút tôi cương quyết bỏ ác thành thiện đó, tôi gặp may mắn đến liên tục. Tôi nghiệm ra, giới dâm và hiếu thuận phải luôn đi đôi song hành.
Có vậy thì cuộc sống mới đạt được tốt đẹp về mọi mặt. Bởi vì cha mẹ có thâm ân sinh dưỡng, có hiếu mới có thuận. Nhờ vào hiếu tâm mà ta biết hy sinh, hết lòng lo nghĩ cho cha mẹ và có đủ lực nhẫn nại để giới dân. Nếu hoài nghi, xin bạn hãy thực hành như tôi đi, rồi sẽ thấy mình đạt được hạnh phúc an vui, may mắn tốt lành ngoài sức tưởng. Xin hãy tin tôi, vì tôi chính là bằng chứng sống động chân thực nhất. Tôi đã vì ngu si không biết mà tự hủy hoại cuộc sống, làm uổng phí mất 22 năm hoàng kim của mình. Nhưng sau khi nỗ lực giới dâm rồi, thì một cảnh giới sáng lạng đã mở ra trước mắt tôi vô cùng khiết mỹ. Tôi chân thành chia sẻ kinh nghiệm mình từng trải qua. Khẩn thiết mong các bạn, nhất là những gì có lỗi giống như tôi, sẽ biết hồi tâm tu sửa, sống thật có ích cho mình cho đời. Cầu mong tất cả các bạn đều đạt được hạnh phúc giống như tôi đang hưởng. Tôi đã tu hết can đảm để viết ra trung thực câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mong rằng mọi xấu xa đều được đẩy lùi, chỉ còn lại điều tốt đẹp thiện lành trong mỗi chúng ta.